khúc nha. Chỉ có cái live stream của mình là đơn sơ nhất. Thì à, tôi này cái áo nút này là của chị vừa quên mất mẹ rồi. Cái áo này 100 ngàn của Hồng An Nguyên Đào nè, nhưng mà chưa có gửi nha con, để bill hai cái bill ngoài kia cho cô gửi à. 100 ngàn xếp lại con. Hello 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 hello, anh ơi đưa cái này vô kho nè anh ơi. Áo ba lỗ đưa vô kho luôn, đưa hai cái này vô kho. Muốn cho chết luôn cho ông cứu vợ khác đó mau đúng không hả chị? Quyết định đi. Chào bà chị Hồ. Hello hello, tôi nói thiệt nha, tôi có một cái bao quần rin em bé coi giảng luôn, mà quần rin hàng đúng hàng xuất chuẩn luôn ha, mà không có biết bán, mà nó rẻ ác nhơn nữa chứ. Ở đây suy nghĩ để nên bán hay là nên tặng nè, thiệt mà nó rẻ ác nhơn lắm, em nói thiệt rẻ lắm, em lấy vô có 40 ngàn một cái thôi mà em được mấy chục cái á, rất là rẻ luôn. Anh thấy live stream ai cũng đầu tư hết, mấy chị thấy à, bà Phạm Lụa nè, bà Phạm Lụa nè, bà Phạm Lụa hồi bữa hỏi cái bộ lửng còn đúng không? Bộ lửng, cái bộ lửng nếu đúng bán đúng giá là 160 nha, cái bộ đùi thì 140 nha, mà tại do hồi bữa ra bán cùng với bộ đùi cho nên là bán lộn giá đó. Hello chị Tâm Trương, trời ơi chị Tâm Trương ơi, gửi đồ ăn cho con Mi chắc sập vốn quá. Trời ơi là trời, cưng cháu gì cưng dữ cưng gần hả trời, thiệt luôn á. Ba đơn chưa nhận không dám thì thấy ở trên app là đang hẹn ngày nhận đúng không, nhận đi nha nha quỷ nha, nó hòn về cái ỉa quần luôn á, nó hòn về cái con xốp ỉa quần luôn, đừng nói gì hết trơn á ha. Nè khui hàng xuất nè, đưa cái bao này ra kho luôn đi, ủa nãy đưa bao ra kho hả? Rồi đưa bao ra kho luôn này, dùng đưa cái bao cái này này, ờ đưa cái bao này cho chị xem nè. À, nay có đồ đùi mặc nhà không, bữa mua bộ đen mặc để ra, hôm nay có đồ nhà của hàng xuất nha. Hello Nhung cũng là khách mới nè mấy chị, Nhung này cũng là khách mới bên em. Hồi trưa thì like cái áo nút có dây cột đúng không, nói tiếng Sài Gòn nha chị yêu, thấy giọng vui rồi có ghi giá mày tiện đưa qua đây tiện đưa đây. Rồi hồi trưa chị đưa cho mấy. Ủa nói nè, ông cái cốt của tao đâu? Cốt đây. Cốt này hồi trưa bán giá nhiêu vậy? Cốt này là 100 ngàn phải không? Cốt này là cốt nam nè mấy chị, dầu gội kèm sữa tắm nam. Mà em nói với mấy chị nha, hàng sách Tây Mỹ về nó thơm lắm. Áo thun la cốt 100 ký không có em. Rồi thấy bà chị á, bà gửi cái hàng Mỹ cho con em. Con em bà con kịp nách nó bán hàng Mỹ áo nam đẹp quá trời mà em không dám hỏi giá nhiêu. Trời đơn gần quá lấy lần cho quẹt. Mấy chị là nên mua cái này cho chồng nè em nói thiệt. Nó thơm y chang mùi. Mùi xà bông cục mà em nói mấy chị, xà bông cục mà của Mỹ thằng cốt về á. Mà chai này chỉ có 100 ngàn thôi nha. Là thằng này nè mấy chị. Cho mấy chị test mã vạch đúng không? Cốt nam vừa tắm vừa gội 2 trong 1 nha mấy chị. Tắm gội và rửa háng 3 trong 1 nha. Người ta bán cái 2 trong 1 cho riêng em là bán 3 trong 1. Cái này là cốt nam nè. Coi thử hồi trưa thiếu cốt nam ai con.
Huyền Nguyễn Thị Thúy phải không? Con dán ở đây vẫn là nha. Huyền Nguyễn Thị Thúy một cốt nam nè. Một cốt nam của Huyền Nguyễn Thị Thúy. Na Nguyễn một cốt nam nè. Na Nguyễn một cốt nam. Na Nguyễn một cốt nam. Huyền Nguyễn Thị Thúy Huyền Nguyễn Thị Thúy một cốt nam. Rồi Huyền Nguyễn Thị Thúy một cốt nữ nè. Đây, một cốt nữ 150 nghe. Làm sao dán cho kỹ là Nhân Bi? Làm sao dán cho kỹ là? Dạ ok. Huyền Nguyễn Thị Thúy 150 nghe. Dán băng kia đã. Huyền Nguyễn Thị Thúy 100 với 150 nghe. Nhưng mà dán cái đầu rồi lại đàng hoàng đi con. Hello mấy chị cho em xin lượt chia sẻ nha. Biết đâu bất ngờ. Em nói thiệt, biết đâu bất ngờ nha mấy chị nha. Biết đâu bất ngờ. Nè chai này của chị Đan Thùy ở Sài Gòn nè, 150 với 100 nè. Tổng cộng mấy chai hết nãy mới đưa xuống có ghi không vậy tiền? Có ghi không? Phải Đan Thủy ở quận 11 không? Đúng rồi, chị Đan Thủy quận 11. Chị Nguyễn Linh hai chai. Cái này là cốt nam, còn cái này là cốt nữ. Hai mấy chị ha, cái này là cốt nữ. Cái này là cốt nữ, cái này là 150, cái này là 100. Chị Nguyễn Linh lấy cốt nam hay cốt nữ thì báo em nha. Ở cái bay của em thì không có hát như bay người ta mà cứ bán thôi. Ok không mấy chị ha? Một cái là cốt nam, một cái cốt nữ nha mấy chị. Còn này đưa xuống không nói gì. Này không đưa xuống không nói gì sẽ bán. Rồi vậy em bán cốt đi, em biết cốt thôi, em bán cốt thôi. Một cái cốt nam, thôi gọi anh để bán. Một cái cốt nam và một cái cốt nữ đưa hàng lại đây anh ơi, đưa hàng xuất vô đây anh ơi. Chị Linh ơi lấy cốt nào báo em nha chị Linh nha. Huyền Nguyễn Thị Thúy có cốt nữ nè. Đang Thùy một cốt nam, một cốt nữ. Sữa tắm dầu cá. Đổi đồ cho chị Hương Thùy. Những cái bill mà đổi hàng thì tối nay em làm bill em sẽ đổi hết cho mấy chị nha mấy chị nha. Rồi đưa hàng xuất vô đây một bao tải đi anh ơi. Đưa vô bao tải mà cái bao đen trước đi. Bao đen trước. Ủa Đan Thủy đâu chưa thấy giờ dùm thôi. Ủa đâu có Đan Thủy đâu. Ủa ở ngoài đó là cái gì rồi? Ở ngoài đó nãy giờ là cái gì vậy? Nguyễn Linh nè. Đưa Đan Thủy cho Nguyễn Linh mới đặt sau này. Chưa đưa ra mà Nguyễn Linh gì bay. Cái Nguyễn Linh là của chị Đan Thủy á. Đọc Đan Thủy ra. Còn hỏi Nguyễn Linh bên này mà. Hai cốt nam của Nguyễn Phương Nam nè. À dầu gội kèm sữa tắm á. Nguyễn Linh ơi, hai chai nam hả Nguyễn Linh? Dạ ok chị nè. Hai chai cốt nam này là của chị Nguyễn Linh. Hai chai cốt nam là của chị Nguyễn Linh nè. Cái đó đổi thành Đan Thủy đi. Dán cho kỹ nha. Dán hai ba lớp treo phía dòng trên này luôn nè con. Dòng dưới chỗ đây luôn nè bé. Dòng dưới chỗ đây luôn nè cho nó khỏi sơ dịch. Hai chai cốt nam của Nguyễn Linh nè 200. Cái này tắm gội 201 nha. Làm ơn cho thùng cốt nam xuống đi. Nó là dầu gội với cái này là nữ nè, cốt nữ nè. Dầu gội với sữa tắm 201 nha. Em là chắc là em chốt chai này rồi đó. Em nặng mùi lắm, em mặc em nặng mùi lắm. Thiệt, nói thiệt nè. Rồi bây giờ lên pyjama nè. Bấm nút chia sẻ nha, em nói rồi. Em nói là biết đâu bất ngờ nha mấy chị nha. Biết đâu bất ngờ. Từ từ móc đồ ăn ra. Đậu phộng nè. Bánh xốp nè. Từ 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 cắt. Rồi lên nha mấy chị nha. Pyjama đây. Pyjama mấy chị biết pyjama vải nhà em rồi đúng không? 150 ngàn nè. Nhưng mà được nói nghe nè, tổng cộng có 4 bộ thôi chứ không có nhiều đâu, đừng có dành lộn hay là đừng gì hết trơn á. Đây ha mấy chị ha, đây bộ này là dưới 80 kg nha. 60 đến 80 kg bộ này. 60 đến 80 kg bộ này mà cái quần bự quá. 60 đến 80 kg nha mấy chị nha. 60 đến 80 kg bộ này. 55 trăm. Còn có một chai rồi, không đủ da Nguyễn Phương Nam rồi. Hết rồi hả? Vậy đưa vô đây ơi. Bé Lùng nhắn tin qua cho gì vậy? Nguyễn Phương Nam, hai cốt nam. Rồi bộ pyjama này. Bộ pyjama này 60 đến 80 kg 150 ngàn. Chị nào là đã biết cho cái chất vải pyjama bên em rồi là biết ha. Rồi bộ này 150 ngàn có một bộ. Bộ này thì cái quần rộng quá. Cái quần rộng quá thì không biết cái áo như thế nào đây. Bộ này là 80 kg.
Chị nào chốt bộ pyjama 60 đến 80 kg thì chốt bộ sọc này ha. 150 nhưng em nói mấy chị nghe nè, vải nó mát cực kỳ. Chị nào đã thường mua pyjama bên em rồi thì sẽ biết là cái vải này nó rất là lạ nha. Chiều giờ 4 thùng hàng gì vậy? Cái này là cái gì vậy Úc? Sữa tắm Silver Kit của em bé, tắm gội 2 trong 1 luôn á. Rồi đi lên đây, đừng ở đây dĩa nặng lắm. Hồng Khanh Nguyễn 150. Không, ở bên trên thì gọi xuống, gọi bên xuống dưới. Coi, coi thử cái áo với cái quần đủ không? Còn nè, còn này giờ bán lẻ nè, cái quần 100 kg nè. Giờ bán lẻ nè, quần 100 kg nè. Tại vì cái bộ này là cái bộ ráp á mấy chị. Quần 100 kg nè, bán 80 ngàn. Cái áo 60 đến 80 kg nè, bán 80 ngàn đó. Mấy chị là cái bộ này là bộ ráp. Tại vì họ bán một bao áo với một bao quần riêng. Em ngồi em panh ra hết, em lựa nào trùng màu áo, nào trùng màu quần thì em lấy. Đó, em vậy đó, em âm binh lắm. Rồi tiếp tục nè mấy chị. Trời ơi, vải bộ này đẹp lắm nha mấy chị. Vải bộ này dùng từ xuất sắc nè. Nè cũng vậy nè, 60 đến 80 kg hoa đỏ nè. Vải đẹp lắm mấy chị. Chốt giùm em hoa đỏ nha. Hoa đỏ kèm số ký. Hoa đỏ kèm số ký nha mấy chị nha. Đó, biết nặng đến nỗi bị hắn đi. Có mình mày biết rồi, có mình mày dám nói, tao đâu dám nói đâu. Đây ha, 60 đến 80 kg. Cái dế mẻ nó nặng lắm. Mà mẹ chậm, trời chậm, tao nói mày chậm, tao nói đừng có chở tao đi đẻ, chắc quỷ lắm, cho tao đi đẻ, tao đẻ ở nhà luôn. Thiệt, chỉ có 1 tiếng nó thương nó chịu được thôi, chứ cũng mệt, quỷ lắm. Nó đi mà từ cửa ra, từ thay đồ tới ra tới cửa ăn xong tô bún là chắc 5, 10, 15, 20 tiếng nha. Bộ chốt giùm em bộ hoa đỏ. Mà chịu khó, được cái chịu khó Nhung. Được cái chịu khó lắm. Chị nào chốt hoa đỏ thì chốt giùm em hoa đỏ ha. Hoa đỏ 2 bộ. Hoa đỏ chỉ có 2 bộ thôi nha. Đó, tranh thủ chốt đi. Tranh thủ nha quý vị nha, tranh thủ. Tranh thủ nha quý vị nè, bán bộ cho mấy má, chuẩn bị mấy má giật 140 nè. 140 nè, thấy chưa, có 1 bộ thôi nha, 140 bộ beo. Mà em nói mấy chị nó dễ thương lắm nha. Nè, coi quần nè, 140 bộ beo nè, quần này có rút dây nha. Trời ơi, mấy cái bộ này mấy chị mặc lên sung sướng cuộc đời lắm. Em vừa 60 đến 83 kg, dễ thương không? 60 đến 82 kg, em 85 kg nha. 60 đến 85 kg, dễ thương không mấy chị? 60 đến 85 kg, mỗi tội không mặc áo vú nó hơi xấu tí thôi. 60 đến 80 kg đi, 140 ngàn. Một bộ duy nhất bộ beo. Một bộ duy nhất là bộ beo nha quý vị nha. Bộ beo, một bộ duy nhất. Chị nào chốt bộ beo này chốt lên giùm em bộ beo nha. Bộ beo 140 nha. Ủa tối nay mấy chị đi đâu hết rồi trời? Dạ chị Như đòn, ok rồi. Chị Như đòn không chốt em đóng cửa em nghỉ bán luôn, em nói thiệt á. Nói thiệt. Nè, bộ đây về được 12 bộ nè. Nó không có hàng chứ không phải là không bán. Đây, đẹp không mấy chị, hoa đẹp nè. Cũng là 60 đến 82 kg nha, hoa đẹp ha. Rồi bộ này mấy chị ơi, bộ này bán luôn 140. Bộ này vải mềm nha. Bộ này chị nào 82, 83 kg cũng vừa nè. Bộ này vải mềm, nó đẹp không mấy chị, bộ hoa. Rồi chốt giùm em bộ hoa nha mấy chị nha. Đó, ai vô hỏi Yên ơi mặc bộ hoa gì đẹp vậy, đâu thấy gì đâu. Rồi bộ hoa quần đùi nè, 140 bộ hoa quần đùi. Chị nào chốt bộ hoa quần đùi chốt giùm em bộ hoa quần đùi. Lại coi bộ gì vậy đi. Má chuẩn bị máu chó cho nó nổi lên nữa nè. Chuẩn bị nè, chuẩn bị máu chó nổi lên nữa nè. Bình tĩnh, bình tĩnh em, bình tĩnh. Chuẩn bị máu chó nổi lên nè. Bộ hoa quần đùi nha. Mấy bữa hàng xúc này giờ là đi một lượt luôn á. Chứ không phải ngồi bán mà chậm gì đâu mấy chị. Còn màn hình hả? Bộ beo khắp đấy rồi, bây giờ còn bộ hoa quần đùi thôi. Đó. Đấy người kia có không trời, bộ hoa đấy người kia có không? Đưa đây tao chửi một cái vậy. Đưa cái áo lên. Rồi được rồi. Hoa Nguyễn 140 bộ. Không không, sao Hoa Nguyễn? Nguyễn Lan Thu Thủy. Ủa Trang, bộ Dior tao kêu mày mấy cái lấy cái vải khác mày may là cái bộ Dior đó, mày sao mày may lại trùng vải làm chi vậy Trang? Mày coi lại giùm tao tin nhắn, ai đâu mà may lại lần nữa vậy. Tao kêu là cái set đó là mọi người đang mua một lượt, mọi người thích kiểu đó
lấy cái vải Chanel trắng hay cái gì mày đọc lên kiếp thì nhá, mày đọc lên lại Trang. Hàng ngó xé giờ là bực bội rồi. Rồi về máy xé chị Bi. Chán nản gì đâu, trời lùn gì đâu. Cái này là cổ anh mới. Bộ bội ghê trời. Bộ beo em có một bộ thôi. Từ từ em vuốt dọn em xuống cái à. Má sầm lồn ghê. Một cái bộ này cũng một bộ nè. Cái bộ hoa đen cũng một bộ nha mấy chị, 60-82kg. Bộ hoa đen cũng một bộ. Bộ này hàng Việt Nam xuất khẩu hết nha. Hoa đen cũng một bộ 140. Chị nào chốt hoa đen chốt lên giùm em hoa đen ha. Hoa đen 140 ngàn. Chị nào chốt hoa đen chốt giùm em. Hoa này hoa trắng, cũng một bộ hoa trắng nha mấy chị. Nào còn ít thì em nói ít nha. Không phải vì em lấy hàng ít, Mà là hàng không có. Đem xuống để trả hàng đó đi. Mà là hàng không có, trả hàng cho quen. Cái bộ này cũng là 60-80kg nè. Hoa trắng. Chị nào chốt hoa trắng chốt giùm em lên lại hoa, chốt lên giùm em lên hoa trắng nha mấy chị nha. Chốt giùm em lên hoa trắng. Nè em lên cái bộ này siêu phẩm nha mấy chị nè. Hoa xanh ha. Hoa xanh. Rồi em lên cho mấy chị bộ này nè. Nhưng mà cũng size như vậy nha mấy chị nha. Cũng size 60-80kg thôi, không có size lớn hơn. Đây nè, bộ mèo. Bộ mèo áo trắng với lại quần tím. Để đó từ từ anh, bộ mèo áo trắng với quần tím nè. Rồi tao trả hàng về cho biết. Mở ra. Dạ bộ mèo. Đây mấy chị, xin lỗi mấy chị nha, đây là bộ mèo nè. Ha. Bộ mèo của chị Nguyễn Trang Trang Gò Vấp nè. Em còn bộ nữa nè chị Nguyễn Trang Trang. Lấy luôn bộ áo đen đi. Nè bộ cầu lông. Dễ thương lắm chị Trang. Nè dễ thương lắm luôn á chị Trang. Đây bộ cầu lông cũng 140 nè. Đẹp á. Năm mai hàng xuất mai này mà nó may mà tính ra nó may đẹp 140 con. 140 nha mấy chị nha. Rồi chốt giùm em là chốt giúp giùm em là mèo áo đen. Chốt giúp giùm em mèo áo đen ha. Cái này là mèo áo đen. Cái này là mèo áo trắng, bộ cầu lông của Nguyễn Trang Trang. Bộ cầu lông 140 của Nguyễn Trang Trang luôn nè. Bộ cầu lông của chế Như Đòn nè. Bộ cầu lông của Như Đòn. Như Đòn 140. Như Đòn 140. Coi ghi thêm rồi bác Tư thấy một cái cái ghi vô cái một cái này quá. Có những ngày bị stress muốn bỏ nhà đi bùi đờ. Quỳnh Anh Trần Nguyễn, một khi nó bị cái gì là nó kéo đủ má, nó kéo từ sáng tới tối luôn. Nó kéo muốn chết luôn á mấy chị. Một bộ cầu lông của Quỳnh Anh Trần Nguyễn mà để cho mấy chị nghe thì thiệt là tội lỗi quá đi. Nhưng mà thôi mấy chị nghe với em đi mấy chị ơi. Em bị stress mình em cũng buồn. Bộ mèo của Như Nguyễn nó một size à nha chế. Nó một size à, còn bộ lửng nữa nè. Còn bộ lửng của bé gì hồi nãy mà mê bộ lửng lắm. Sao chị Như không lấy bộ hoa đen đi. Nè Như Nguyễn thành phố nè. Như Nguyễn thành phố bộ này 140 nè. Chị Hoa Nguyễn bộ mèo đen nè. Bộ này dễ thương muốn chết luôn. Mèo đen 140 của Hoa Nguyễn nè. Hoa Nguyễn bộ mèo đen của Bi nè. Hoa Nguyễn rồi còn ai nữa. Một size. Em lấy mặc thử cho chị coi nè. Em vừa mà sao chị Như không vừa được. Em còn vừa mà sao chị Như không vừa được. Em còn vừa mà sao chị Như không vừa được Như. Tối nay em mặc cho kéo ông Bảy đi xẻ xui đi. Bộ này không có 90kg. Nè dễ thương không mấy chị. Trời cưng quá trời luôn á. Chị Thu Ngọc bộ này không có 90kg. Bộ này 60-80kg. Nó free size chị. Mèo đen của Trần Tiên nè. Mèo đen 140 của Tròn Tiên nè. Lấy bộ này nè chị Như. Bộ này dễ thương lắm nè, bộ hoa đen nè. Bộ hoa đen cũng rất là dễ thương nha chị. Đây, bộ hoa đen cũng rất là dễ thương ha. Đây nè, ôi ôi. Trời ơi là trời.
Trời ơi là trời, có bộ hoa đen có một bộ à chị Như à, mọi người ơi, có một bộ hoa đen thôi ha. Cũng là 140 nha. Bộ hoa đen nè. Cái này là bộ hoa xanh nè. Cái này bộ hoa xanh nè mấy chị. Này bộ hoa xanh. Cưng ha. Cưng quá trời, đây là bộ hoa xanh nè. Những chị nào mà size nhỏ nhỏ 60 kg hồi nó có cái quần lính đẹp lắm. Bộ này là hoa trắng nè, hoa trắng với hoa đen em có mọi thứ có bộ thôi nha. Hoa trắng với hoa đen đang đâu rồi? Hoa trắng với hoa đen mọi thứ có một bộ à. Ha. Còn mèo trắng với mèo đen thì còn hơi nhiều nha mấy chị nha. Mèo trắng với mèo đen thì còn. Cái bộ mà 160 ngàn em bán 150 này chuẩn giờ lên nè. Bộ này thì size tới 85 kg nha. Chị nào hoa trắng của Thao Nguyễn nè. Hoa trắng 140 của Thao Nguyễn. Và mèo đen của Trần Quang Vinh. Cái đó là của Hoa Nguyễn á, Thao Nguyễn á con. Dạ, mèo đen của chị Trần Quang Vinh 75 kg nè. Đúng rồi chị, cái đó 140 chị Trần Quang Vinh. Với mấy chị thích quần lửng là mua mẫu này nè. Em nói mấy chị vải nó mềm lắm nha. Chị nào mà đã mua mẫu này rồi là chỉ có ghiền thôi. 150 nè ha, 150. Nhưng mà size dưới 85 kg nha. Size 65 đến 85 kg dễ thương không? Mà em nói mấy chị vải rất là đẹp luôn. Thao Nguyễn này Bến Tre mà. Rồi chốt giùm em là bộ này là bộ xám nha mấy chị nha. Bộ lửng xám 150. Chị nào chốt lửng xám 150, chốt giùm em lửng xám 150. Nhớ chữ rưỡi có cái R dài nữa nha. Bộ xám 150. Chế nào chốt xám 150, chốt giùm em xám 150. Nhưng mà số lượng cũng không có nhiều đâu nha mấy chế. Số lượng không có nhiều cho nên tranh thủ là chốt nha. Tại vì em lấy size lớn không á. Hoa đen, hoa trắng với hoa đen anh Nguyễn Phương Nam. Bây giờ còn hoa đen với hoa xanh là Nguyễn Phương Nam. Anh ghi giùm em trên cái bill Nguyễn Phương Nam là thiếu 2 chai cốt nam nha. Đúng rồi thì ghi lên thiếu 2 chai cốt nam. Nè hoa xanh. Nè gái. Gái. Lấy hoa xanh đi Nam ơi. Lấy hoa xanh đi về làm trần thạch cao thiết kế nhà rồi cho nó đẹp. Hoa xanh nha. Có đen đâu, không có đen Nhung ơi. Không có đen. Ai chốt bộ xám lửng chốt cho em nha. Chứ vải nó đẹp dữ dằn lắm. Vải nó dữ dằn lắm mấy chị. Cái vải nó mềm á. Vải mềm dữ dằn lắm chị. Nè có bộ lông chuột nè. Được mấy bộ lông chuột nè Nhung ơi. Được mấy bộ lông chuột nè Nhung. Đó, là không có còn đâu nha. Ở trên kho cũng không còn luôn. Lửng lửng xám của Trần Quang Vinh nè. Lửng xám của Trần Quang Vinh. Trần Quang Vinh lửng xám nè. Có pyjama em không có Linh. Có cái quần riêng thôi. Mèo đen của Trương Thị Hường nè. Xám đó 150 ngàn. Đâu mất mèo đen rồi. Trời ơi đừng nói mèo đen hết rồi nha. Rồi xong. Thúi luôn rồi, thúi hẻo rồi. Hết mèo đen rồi chứ ơi. Bây giờ còn mèo trắng quần tím thôi. Hết mèo đen luôn ha. Chào chế alo. Lông chuột đi Nhung ơi. Lông chuột được có 3 bộ lông chuột. Lông chuột 150 nè. Lông chuột nha mấy chị nha. Lông chuột 150 nè. Ôi em nói mấy chị vải đẹp lắm. Hôm nay có sếp. Hôm nay có sếp. Chị Vương Hằng hồi em sẽ xả cái bao đầm Nhung Tâm hôm qua giờ nói mà chưa xả. Đây là lông chuột nè. Đây là lông chuột bộ quần lửng. Bộ này 150. Mà bộ này vải đẹp lắm nha. Em có màu xám và màu lông chuột. Là không có còn hàng mấy chị. Không còn size L để bán luôn. Nè xám và lông chuột ha mấy chị ha. 65 đến 85 kg. Cái vải bộ này mặc rất là mê nha. Cái vải bộ này mấy chị mặc mê mỏng luôn. Mặc ê mê 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 mê. Kéo dài luôn á mấy chị. Ha. Kéo dài luôn. Cái bộ trắng nè. Chị dâu tây có lấy không? Chị ok. Ok xanh xanh đen. Là bộ này ha chị Nguyễn Phương Nam. Nguyễn Phương Nam 140. Nốt lại rồi chị nhớ mà chị. Nhớ. Chừng nào em không đổi chị mới nhắc cho em nhớ mà. Chị vừa nhắn phân bay vừa nhắn tin nhắn riêng. Chị Như Đòn bộ lông chuột nè. 140 của Như Đòn nè. Trời ơi vải này chị Như Đòn về là mê luôn. Lông chuột của chị Nguyễn Lam nè. Ngoan ơi bây giờ em không có còn lông chuột. Em giờ em không còn lông chuột. Em còn xám mà hết rồi. Mấy chị mà cầm về cầm bộ vải này là mấy chị xỉu luôn. Ha. Bây giờ không có còn lông chuột đâu nha. Bây giờ còn bộ xám thôi ha. Bây giờ chỉ còn bộ xám thôi. Bộ xám này Nguyễn Lam nè. Ai ghi ghi giùm cái em. Nguyễn Lam nè quăng ra coi như lộn như nãy bi hai cái chai cốt nữa. Nguyễn Lam lông chuột. Bây giờ không còn lông chuột mà em chỉ còn xám thôi mấy chị ha. Xám đậm. Đây.
Em nói rồi, vải này em mới nhận đồ đen đi chùa đẹp xỉu luôn vậy. Bữa nói Ngọc Anh rồi cái bộ đen đi chùa chị mặc mà còn ghiền nè. Còn một cái bộ xanh nữa Ngọc Anh chưa mua đúng không? Không có còn lông chuột nha. Đây còn xám. Vải em nói mấy chị vải mê lắm. Chỉ còn xám thôi. Xám này xám đậm ha. Xám này xám đậm nha. 150.000 một bộ ha mấy chị ha. Lấy xám lửng của Thao Nguyễn nè. Xám lửng của Thao Nguyễn mà cũng ít lắm. Bộ này là 60-80kg nè. Chốt giùm em bộ mèo tím ha. Lông chuột của Chế Kiều Anh nè. Chế Kiều Anh 150.000 của Chế Kiều Anh nè. Trăm rưỡi. Nãy giờ mấy bộ lửng là 150 hết á. Bộ này là bộ mèo nè. Bộ mèo 60-80kg. Bộ mèo này là 140 nha mấy chị nha. À, bộ mèo này 140 là hết luôn rồi đó. Bộ mèo đùi 140. Tám lửng có chị Thao Nguyễn. Bộ đi chùa 260 linh chờ. Nhưng mà chỉ còn bộ màu xanh là còn size 100kg. Tụi má còn size 100kg không ta? Để chị coi thử bộ chùa còn size 100kg không. Còn bộ màu xanh có pyjama chị Vân ơi. Chị Vân Nguyễn ơi, pyjama nhưng mà ông này rác bà kia, hiểu không? Ông này rác bà kia. Bộ này size từ 70 nè, xám của Ren Nguyễn. Có chốt không có chốt lông chuột. Ừ em có comment nhưng mà comment của em nó lọt ở sau nha. Bộ xám này của chị Ren Nguyễn nè. Em có một bộ pyjama 150.000. Bộ này size đây mấy chị. Bộ này size 80kg nha. Bộ này size từ 70-85kg. 70-85kg không còn mèo đen chị. Bây giờ còn áo mèo trắng thôi, mèo trắng. Bây giờ chỉ còn mèo trắng thôi nha chế, không có còn mèo đen ha. Bây giờ chỉ còn mèo trắng thôi, không còn mèo đen. Bộ pyjama này là từ 70-85kg vừa nè. Bộ mèo của Lâm Đô La, bà nậu cha, bộ này dễ thương lắm nha Lâm. Bộ này dễ thương bà cố nậu luôn á. Bộ này dễ thương lắm, mặc lên không cũng dễ thương, 140 con. Pyjama này em có một bộ thôi nha. 70-85kg vải rất là đẹp. Nguyễn Phương Thảo mèo trắng nè. Bộ này em nói với mấy chị dùng từ là vải không là xuất sắc. Mèo trắng của Nguyễn Phương Nam nè. Nguyễn Phương Thảo đây là mấy chị coi giùm em nè. Coi giùm em trời ơi bộ hoa xanh là đẹp không? Bộ hoa xanh là đẹp không mấy chị? Mi còn màu này à chị ơi. Mi còn màu này thôi, không còn màu khác nha mấy chị. Tại mi đây là mi ráp á. Trả lời Phạm Lụa lần thứ tư nha, em không có lông chuột. Lông chuột có 3 bộ là chốt cho 3 chị trước cùng rồi em ở sau. Cho nên chị không có chốt nha, ok. Em không biết em có bị không mà các em cứ ho khen hoài. Mà mọi người dặn là ho là phải ăn đậu phộng. Mọi người dặn là ho phải ăn đậu phộng. Bộ block cho quân đội hay. Bộ block cho quân đội hay dài vậy chị. Một lần con Na mà nó comment một cái ha là tao đọc mệt giái luôn á. Thiệt. Tao nói thiệt. Áo coi lỗ size lớn còn không. Ờ cái đây tao hiểu nè. Này tao hiểu. Này tao hiểu nên tao bán được nha. Năm mươi ngàn nè, Na Nguyễn. Nè, cái này tao hiểu cho nên tao bán được. Nha, cái nào tao hiểu tao bán được. Còn cái nào mà mày comment mà khó hiểu quá tao bán không được. Má mọi người dặn là cứ ăn ngon. Trời ơi, không còn bộ đen nào bán rồi. Em xả bộ này nha mấy chị là 250, xả 150. Bộ chín tóc. Hết rồi. Nè. Bộ này chín tóc nha mấy chị nha. Bộ này chín tóc ha. Bộ nào bộ bi phối bộ đen phối bi kèm vùng chín tóc. Bộ này sale cho mấy chị 150.000. Trưa mai lên nguồn riêng. Chị Nguyễn Trương lấy bộ bông xanh là đúng rồi chị, dễ thương muốn chết mẹ luôn. Thiệt á. Ừ, ho ăn đậu phộng giải ho nha. Nguyên Trương nè, 140. Bộ này kèm quần chín tắc nha, xả cho mấy chị 150.000 nè mấy chị. Chốt giùm em bộ đen bi ha, kèm số ký. Không mua nữa là đưa vô kho luôn nha. Thiệt.
vô đồ. Chưa mai nếu Lorin nó về thì bác Lâm Thảo 2 giờ. Nếu nó hàng nó về kịp. Nó phi ngựa về kịp á. Còn về không kịp là phải chưa mốt chị nha. Tại vì em bán rin, em bán rin hàng Việt Nam xuất khẩu á chị. Cho nên mỗi cái nó có, mỗi size nó có một cái, mỗi cái nó có một size à. Ha. Đen bi hương Nguyễn XL. Thôi đừng ăn gì nữa, hồi nó nhức ăn khỏi lai luôn á. Tự ăn tự nói luôn á. Hương Nguyễn 150. Chị Trần Quang Vinh 150 nè. Chị Vinh mà nhận đồ nhà em rồi, chị Vinh tự quyền. Hứa luôn. Hứa á. Em bán em còn quyền mà. Ha. Rồi vô đồ tiếp nha. Nè. Cắt cầm cơm chặt đầu con cá lóc. Thấy chưa? Nấu canh chua vài bó đường vô. Mời vô đây cùng nghe khúc nè. Nha vui. Dũng quần mặt cho mấy con chó ở nhà quá. Khúc nhạc nè. Khúc nhạc dơi đi già. Rồi nhạc lại đầy. Đừng phải chàng gái nè. Trời ơi, tôi không có đẻ được. Quần, quần gì kỳ cục quá. Trời ơi là trời. Tao chết đi, tao chết. Dễ thương không? Tao đi chết đây, tao đi chết đây. Ủa quần gì mặt trăng đô la con điên. Cắt cùm cùm. Được kéo có. Đâu giờ được. Anh ơi mặc cái này không anh? Để đây. Hàng này tôi không có biết bán đâu nha. Hay cưng. Hàng đó em mới biết bán mấy chị. Thiệt. Đâu biết bán đâu. Rồi bán quần đùi cho mấy chị nè. Không có biết sai. Không có biết sai nha. Biết sai để bán rồi nè. Tập trung bán mua quần đùi đi mấy chị. Quần đùi hàng xuất nha. Quần này bán cho mấy chị với giá là 90.000. Quần đùi hàng xuất hai bên có túi ha. Con này 70-85kg. Con này 70-85kg. Em nói mấy chị nghe nè. Nói nghe nè. 70-85kg. Mà nói nghe nè. Không biết nó được có bao quần đó. Rồi mai mốt thì quay cho chị em. Nè. Sợ 70-85kg. 70-85-88kg quần đùi nha. Quần này là quần hàng xuất nè. Mấy chị coi nè. Mấy chị coi cái vải nó rất là đẹp nha. Vải nó rất là đã luôn. Nó có màu xanh và màu lông chuột nha. Nó có màu xanh và màu lông chuột. Được một cái màu đen nè. Yên ơi, like đừng hề hước. Đâu nãy giờ chưa luôn. Chưa hề hước luôn. Chưa làm gì luôn á mẹ. Chưa đụng luôn. Nãy giờ em chưa làm gì luôn á quý vị. Quỷ thì nó thiệt á chứ. Chưa làm gì. Ai quần 100kg nè. Quần 100kg của Nguyễn Hồng Hạnh. Nguyễn Hồng Hạnh 100kg. Nè Nguyễn Hồng Hạnh lấy hai cái đi Nguyễn Hồng Hạnh ơi. Nguyễn Hồng Hạnh lấy hai con quần này đi. Nguyễn Hồng Hạnh còn gì hai cái 50.000 hai cái là Nguyễn, để em lựa cho Nguyễn Hồng Hạnh ra hai cái. Ý nó còn á, còn cắt cầm cầm. Để em kiếm cho. Nè hôm nay có đồ của chị Nguyễn Hồng Hạnh, nhất là quần nè. Chị Nguyễn Hồng Hạnh lấy, ủa mẹ nó nằm hai cái đen rồi. Chị Nguyễn Hồng Hạnh ơi. Chị Nguyễn Hồng Hạnh ơi. Nè lấy hai cái đen để dành mặt nè. Nguyễn Hồng Hạnh nè, vải đẹp lắm nha. Áo khoác đó không biết ký, không có tới 30kg đâu. Không biết ký, đừng mua đồ đó mất công đổi mệt lắm. 90.000 cái cho chị Nguyễn Hồng Hạnh hai cái đi. Một cái quần đen của chế Nhung Lâm nè. Đây chị Nhung Lâm đích to nè, Nhung Lâm đích to một cái. Anh ghi trên bill Nhung Lâm là Yên đổi đồ cho chị Nhung Lâm. Ghi bill đó Yên làm là biết à. Em có hai con áo nè. Quần 100kg đen chị Tam Lê ơi. Quần 100kg đen hả? Đây còn cái cho chị Tam Lê nè. Rồi chị Nhung Lâm có rồi. Nhung Lâm này Nhung Lâm tỉnh đó nha. 90.000 một cái của chị Tam Lê nè. Ha.
Không có, nó có màu khác, nó có màu xanh, màu xám, nhưng mà chị không có dừa. Nào dừa em mới đưa chị nha. Em nói mấy chị mà về mặc cái con quần đùi này là mấy chị sẽ ghiền. Giống Đức Tâm con thầy ông nội ghê, chưa làm gì luôn chưa. Trời má, đừng có kiếm mấy cái người mà, đừng có kiếm mấy người mà quá ư nghiêm chỉnh nó đưa vô cho cuộc đời tôi, không có. Má nào 90 đến 100kg mới mua mặc được hai cái con áo này. Mà nói nghe nè, có 100.000 con mà tôi lấy về cho mấy chị. Hôm nay em có 4 con áo 120.000 size 100kg. Nhưng mà em nói mấy chị á, riêng 4 chị không, mục đích là lấy về để cho cháu chị mấy chục cái quần đó đó, quần với áo đó đó. Được có cái áo khoác sao tặng được. Nói nghe nè, mấy chị 90 đến 100kg dễ thương không? Mấy chị coi vải nè, có 100.000 mà hai con. Đúng rồi, $5 ít quá, em thường mua ít quá chị cũng không gửi. Mà nói nghe nè, vải rất là đẹp luôn. Mà có 100.000 một con à, mà 90 đến 100kg ơi. Hoặc là 85 đến 100kg ơi. Hoặc là 80 đến 100kg ơi. Làm ơn chốt giùm em hai cái con. Em bán nói gì kệ mẹ em, miễn sao mặc vừa thôi. Đừng có ghép em vô thầy ông nội. Hai con, nè coi thun xốp nè đẹp không. Hai con, mỗi con 100.000. Xin ông mấy chị, mua đi. Nói quá trời luôn á. Nói nghe nè Thu Ngọc, mặc đi. Mặc đi cho biết mình đẹp, chứ mắc gì phải mặc đen hoài ấy. Mặc nẩu lên ha. Thôi áo đẹp mà vải đẹp nữa bà nội. Áo đã đẹp rồi vải đẹp mà có 100.000 rồi nè. Sai tôi với sai bà là mặc lên sẽ thoải mái như thế này nè Nhung Võ. Đây 80 tới 100kg. Hello hello chị Lan. Đây 100.000. Má 100.000 ngồi nói nãy giờ 8 tiếng hổ mai chốt trời. Nay bán mai nghỉ mốt đi làm đĩ là có thiệt nha. Nhớ cho biết luôn á. Nói thiệt luôn. Ờ vậy đi chị Thu Ngọc. Nói nãy giờ 8 tiếng luôn á chị Ngọc. Anh ơi đưa cái này vô kho dùm cho vợ đi anh ơi. Người to áo nổi trốn đi không được chiêu. Nhưng mà đẹp. Hồi Phương Trần một cái nè. Chị không tin chị mặc thử ra đường đi. Bữa nay em thấy người ta mặc đồ vậy nè. Em thấy người ta mặc đồ. Mấy cái đứa mà hai mấy tuổi nó mặc đồ á, nó chỉ còn nó nổi bật thôi. Mà nó phong cách lắm. Em nói thiệt. Hồi chiều anh Phước chở em đi lấy hàng, thằng nào theo em á, mấy cây số á, anh Phước nói thằng coi thử cho sau đít em nó có dính nhiều mà em ngồi rút đít hoài, nó dính nữa. Thiệt. Giờ em biết tại sao nó hâm mộ em, chị ra đường không mặc áo vú nè, thấy không? Ủa giờ má này chị đi ngang đi hàng kia tặng không, lúc kẹt xe kẹt không nhìn mấy vú. Ủa vậy hả? Nhìn ngang không mặc áo vú nhìn mấy áo khách lấy rồi chị Nam. Bán cái áo này cho 80 nè. Thôi đừng dính ra những người nổi tiếng nha nè. Bán cái áo này nè, nói nghe nè, 60 đến 90kg áo này bán 80.000. Mấy chị coi vải nè. Mấy chị coi vải áo này mấy chị sẽ thấy ghiền. Gờ yên ghiền hiền ghiền nha. Trời ơi áo gì mà 80.000 mà vải đẹp dữ vậy trời. Em nói thiệt luôn. Áo 80.000 mà vải đẹp si mê luôn. Chốt giùm em áo 80.000 nha. Ở trước có nút nè. 85kg chị Lan. Em 85kg nha Hoàng Phương. Một áo 80.000 nè. Anh ơi ghi phụ nè anh. Trương Thị Hường 80.000 nè anh. Anh ơi được đâu, có thấy đâu trời. Anh có bị bóng gương bên đó không? Trương Thị Hường 80.000 nè. Ai nữa mấy chị? Lên áo 120. Đợi lên chờ nó tới khúc nào thì chị lên khúc đó chứ đâu có lôi lên được. Hàng này ta ship nè. Hàng này ta ship cuộn lớp lớp mà mình đâu có lôi được em. Không có like được. Nói chung là vô like này phải chờ, chứ không có like cho một người để 124 chị chờ. Má thiệt, em kêu nguyên đội hình vô ghi áo luôn á. Mấy chị chốt đúng hai cái nghỉ. Má thiệt cuộc đời, hôm nay bán đồ chưa bao giờ bán đồ hàng xuất như hôm nay luôn. Áo 80.000 của chị Hương Nguyễn. Trời, em kêu chồng em vô ghi được khí thế lắm. Hương Nguyễn 80.000. Anh ơi, Thí Phan Phú Yên nè anh. Thí Phan Phú Yên 80.000. Em nhận hàng rồi, giao nhanh mà còn đẹp nữa. Ý Yên mãi đỉnh, chị mãi đỉnh. Thúy Phan Phú Yên nè. Võ Dương Kim Tiến 80.000 nè. Ông chạy ra chạy vô hai lần rồi đó. Hồi ông búng vú với chị đó. Võ Dương Kim Tiến nè. Một áo Võ Dương Kim Tiến. Coi thử khách cũ có khách mới nha. Khách mới em đọc 4 quy định nhà em cho. Má em hừng đông đi cày bừa. Tía em làm như cái dí ông giái ông nó nặng hay sao á bảy?
ông vô ngồi cái không ai chốt luôn á, thiệt á, làm như chính giái nặng á mấy chị, thiệt chứ. Bán con quần cho 80 ngàn nè, bán con quần, bán con quần cho 70 ngàn, treo cái nơ ngay giữa cái vú thế con. Tại vì nếu mà mình mở cái nơ này ra thì mình cúi xuống thì nó sẽ thấy hai cái vú nó dài tới rúng nha. Em có con quần mặc mặc ngủ bán cho mấy chị nè, con này là size từ 75kg đến 95kg nha. Chị đừng có chửi đó, Trân Huỳnh nè, tôi nói chồng tôi bị chứng giấy nặng, mấy chị không có tin. Đừng có chửi anh Bảy nó đem về nuôi giùm tao cái đi. Áo nó từ 60kg đến 85kg em. Quần 70 ngàn của Na Nguyễn Bồ Ông nè đó, Na Nguyễn Bồ Ông đó. Quần đó của Na Nguyễn Bồ Ông á. Nè, nghiêm chỉnh là không có nghỉnh chim được. Nè còn cái quần 70 nè, chốt luôn đi Na. Em mua chị mấy lần rồi, ok, tại vì mua chị khỏi mất công. Còn cái quần nữa này nè, 70 ngàn, trời ơi, mặc ngủ mát lắm. Về mặc với áo ba lỗ nha, 70 ngàn. Nè có bo dưới chân luôn nè nha. Rồi quần hồng, sọc hồng 90 đến 100kg 70 ngàn. Chị nào chốt quần 70 ngàn bán giùm em, bên mấy chị chậm hay sao bên em nó nhảy ầm ầm. Em cái quần với cái áo thun ba lỗ nha, Thu Ngọc, áo thun ba lỗ nhiêu ký Thu Ngọc ơi. Na Nguyễn là thêm cái này nè, đuổi ổng ra hả chị, rồi ai phụ em. Chia bè sẽ xỉ nghé nhà người ta thiệt, chia bè sẽ nghé nhà người ta lắm nha, nói cho biết đó. Bán con quần cho mấy chị 90 ngàn nè. Thu Ngọc em sọc xanh, để kiếm quần là chưa thấy sọc xanh đâu hết nha. Sọc xanh cũng còn nhưng mà giờ chưa biết nó nằm nơi nào đây. Sọc xanh đây, chị Thu Ngọc nhiêu ký ta, chị Thu Ngọc nhiêu ký, Thu Ngọc 70 ngàn, là Thu Ngọc có dấu nha, 90kg. Phạm Tuyết Lan một áo, áo 80 ngàn á hả chị Lan, áo 80 ngàn đây hả chị Phạm Tuyết Lan, đúng không chá, đúng không chá, nói ok giùm em phát đi. Có hai cái đầm yếm của con nhỏ Quỳnh Như mà tao tức, bữa tao kêu nó mà nó đi châu Đà Lạt á, mấy chị nó theo trai đi châu Đà Lạt, áo đã lắm nha mấy chị, mỗi tội không mặc áo vú thôi ha, cái áo mặc hơi bị sướng luôn ha. Có áo thun là Trần Mơ, Phạm Tuyết Lan một áo 80 ngàn nè, Phạm Tuyết Lan một áo. Em có hai cái con quần này 90 ngàn một con, size này là size từ 65kg đến 75kg ha, đúng rồi, quần dài mặc ở nhà vải mịn lắm chị. Đây ha, đây 60 đến 75kg, 70kg, 60 đến 70kg hai con quần xanh này nha. Đó, có quần loại này nè em, quần này em tập thể dục được không? Quần này ngồi lên ngồi xuống nó sướng lắm nha. Quần này chỉ có màu xanh với màu lông chuột và màu đen. Quần quần 90 ngàn của chị Nguyên Phạm còn một cái nha quý vị. Còn một cái ha, còn một cái chị Thu Ngọc mà về cầm cái quần sọc xanh đó, chị Thu Ngọc mà mặc một phát, em nói thiệt với mấy chị, ta nói chim nó bay phơi phới luôn, nó mát đó chị. Còn một con 60 đến 70kg, ai thương em mua giùm, ai không thương cũng mua giùm nha. Quỷ kia nó kêu chị ơi like đàng hoàng, giờ em đang like đàng hoàng em không dám lạng hoàng luôn á. Nè chuẩn bị tôi thử áo 80 ngàn mấy chị, dành lộn rầm rầm nè. Nhưng mà vàng này có một cái thôi nha. Chị bữa thấy chị like áo thun trắng rằn xanh có gieo chung cho em cái luôn, có áo thun mà rằn xanh có. Bi xuống cầu thang lấy một cái áo thun sọc xanh, lấy cục sọc xanh với sọc trắng lên đây. Xác quá hả? Quần xanh của Võ Thị Cẩm Tú, Võ Thị Cẩm Tú nhiêu ký vậy? Võ Thị Cẩm Tú nhiêu ký? Nguyễn Hoàng Yến nhiêu ký? Báo em đi, đúng số ký em đưa, không đúng số ký em không đưa. Áo 80 ngàn mà vải đẹp lắm nha, nói nghe. Quần 90 ngàn là quần nào mấy chị? Tại em đưa lên hai mẫu 90 ngàn á. À, em có một cái mẫu quần xanh 60 đến 70kg. Chưa chụp hình em mới mua lại cái, anh không có gửi lên, mà anh gửi cho. Ai vậy? Thủ sĩ. Chưa có một cái, anh Phước chưa có đi. Mấy chị lấy quần nào chốt lại giùm, à ba quần ba màu đấy ha, một hưa hưa cái nè, hưa cái vải đẹp đến ba cái, ba cái của người Võ Thị Cẩm Tú nè, đây 93 200 bữa. Rồi chị Nguyễn Hoàng Yến lấy quần màu xanh hay là màu lông chuột, chị Yến ơi hết đen rồi, xanh hay lông chuột, xấu xí lấy chuột hay xanh đó, chị lấy cho em cái quần ba ghi lửng. Mày ngồi im á đi, hàng chưa lên mà dặn tao lấy con mẹ vậy tao lấy. Chị ơi lựa cho em cái sọt riêng đơn giản, đừng mua đen quá, mày tự lựa luôn đi giàu đặn nha. Má chưa có thấy con điên nào bán hàng như em luôn á.
mặc về mặc cái quần nó sướng lắm nha Tú. Nè, tôi nói cho mấy chị về mặc áo vú lên, cái con áo này mặc với pin sọt hơi bị đẹp luôn, 80.000. Vải hàng xuất em nói mấy chị tuyệt vời lắm nha, vải hàng xuất tuyệt vời lắm. Con này là 60 đến 80 kg nè, con này 60 đến 80 kg nè. Là chị Lan lấy màu gì, mấy chị chốt lại cho em đi. Võ Thị Cẩm Tú em chốt rồi nè, 6 tí lấy màu xanh hay màu lông chuột. Đây lông chuột còn có một cái thôi nha, chủ yếu là màu xanh thôi ha. 80.000 của Trương Thị Hường nè, chửi giận không thèm mua nữa, đi ra làm công chuyện đi một cái một hồi có đồ đẹp đứng la thôi nha. Hôm nay tao có một cái quần bó bụng đẹp lắm, quần xanh 90.000 kia 70 kg, Nguyễn Hoàng Yến. Con này em đây hả chị Nguyễn Hoàng Yến đúng không? Nguyễn Hoàng Yến 90.000 nè. Rồi chị gì đó, chị Tuyết Lan lấy quần nào? Bây giờ chỉ còn xanh với lông chuột mã đây thôi. Chị chốt xanh hay chốt lông chuột, chốt giùm em. Áo này đúng không chị Như Nguyễn thành phố? Áo này 100.000 nè, em có sọc xanh và sọc đen. Áo này đúng không? Trời, nó làm cái mặt nó lên chỗ, cái mặt như con cặc luôn á nè. Áo này đúng không? Sọc xanh nè. Áo này là sọc xanh nè. Rồi áo này là sọc đen nè. 100.000 con nha, 100.000 con. Quý vị muốn lấy con gì quý vị lấy nha. 100.000 con, 100.000 con quý vị. 100.000 một con nha quý vị nha. 100.000 một con áo. Có trắng không chị? Sao nhìn ra trắng không có? Dạ ok chị Như Nguyễn thành phố nè. Dạ Nguyễn Hoàng Yến nè. Như Nguyễn thành phố nè. Mặc áo ngực vô thử đồ đẹp. Mặc áo ngực hồi. Cái áo này là 100.000 cái nha. Áo đó có màu khác. Nó có sọc xanh và sọc đen á chị Nguyễn. Chị Hoàng Nam Nguyễn. Áo đó là 60 đến 90 kg nha. Hôm nay có áo dây nào đẹp đẹp không? Nói nghe nè gái. Gái gì quên rồi, gái Thu Ngọc ơi. Bây giờ em còn chỉ có một cái lông chuột này nè, sai chế nè. Áo lông chuột sai chế là còn cái thôi chị Thu Ngọc. Thu Ngọc lấy con này 50.000 nè, chốt này cho Thu Ngọc quay chứ chốt không kịp phải la làng á. Hôm nay có áo dây nào đẹp đẹp không hả? Đợi đi mấy chị, mấy chị phải đợi em. Mấy chị phải đợi em, tôi ngon phố về đâu đợi em. Áo này 60 đến 90 kg nha, áo xanh. Chị nào chốt sọc xanh chốt giùm em sọc xanh, chị nào chốt sọc đen chốt giùm em sọc đen. Sọc hai màu của Nguyễn Ánh Nguyệt 70 kg. Chị Nguyệt ơi, bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Chị ok thì chị báo chốt giùm cho em nha. Chị ok thì chị báo chốt, còn không ok chị cứ báo xã ha. Chưa tin tưởng em thì cứ theo dõi em. Hàng chặt rộng thì em sẽ báo em đổi hàng, không sao, hàng chính quy cho đổi, hàng sale không cho đổi nha. Chị Nguyễn Ánh Nguyệt. Một con áo sọc đen của chị Thu Ngọc nè. Dạ ok chị. Một con áo sọc đen của chị ơi. Nóng nực quá, cho mấy bộ dây bận nhà đi, đang ra gần xong rồi. Ngồi im nó đi nha. Nóng nực mà tưởng đâu nứng cảo lộn, tưởng đâu là nắng cực chứ. Nóng nực mà tưởng đâu tôi đọc thành nắng cực cho hết hồn luôn. Có dép cờ rép không chị? Mày nói tiếng Việt đi. Tao không có bán đồ tiếng Anh cho nên mày nói mấy cái câu đó tao khó hiểu lắm. Mày biết tao cùi chuối cùi bắp mà. Hiểu không? Mày biết tao cùi chuối nè. Áo này 80.000 Nguyệt. Chị Ánh Nguyệt có lấy không nè? 60 đến 85, 88 kg nè. Chị Ánh Nguyệt lấy áo này không? 80.000 hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Đấy. Rồi lên tiếp đi. Ủa lên cục áo chưa xong luôn mấy chị. Nâu. Nâu 80.000. Áo sọc 65 kg vừa chị Thu Ánh, tay dài mới bận cái máy màu đây, tay dài đây sọc đen của Thúy Phan nè. Dạ chị Thúy Phan. Sọc đen 100.000 của Thúy Phan nè. Dạ áo sọc chị Thu Ánh vừa nha. Dạ 60 nè. Chị Nguyễn Ánh Nguyệt một áo 80.000, chị Nguyệt mà về mặc áo đây là ghiền. Em nói thiệt đây, 80.000 của chị Nguyễn Ánh Nguyệt. Chị Nguyệt vô cho em xin địa chỉ số điện thoại rồi phóng ra mua tiếp nha. Ai hỏi áo này có màu gì, hồi nãy một cái màu vàng là chị Hường chốt đúng không? Thì con này là con nâu nè, gì ấy lại. Thì con này là con nâu nè nha mấy chị, áo nâu. Chị nào chốt áo nâu, ủa cười gì duyên quá. Áo nâu, đây, ha, dưới 85-88 kg. Em nói mấy chị đẹp xuất sắc luôn. Vải này về là mấy chị không ghiền em làm con mấy chị. Thiệt không làm bà nội đâu, nha. À, của chị Nguyễn Ánh Nguyệt. Nói nhỏ nè, khách mới mua ít thôi. Để về coi thử có
có ưng ý không mà nha. Ủa Thảo Nguyên chốt hai áo sọc hả? Sọc đen và sọc xanh của Thảo Nguyên. Sao bên em nó chậm dữ vậy trời? Áo đó 80.000 á. Chị Nguyễn Ánh Nguyệt 80.000. Sọc đen và sọc xanh của chị Thao Nguyễn nè. Sọc đen và sọc xanh của Thao Nguyễn. Chị Ánh Nguyệt có áo nâu rồi nha. À hồi nãy bỏ thì Cẩm Tú chốt cái đen rồi phải không anh? Kiểm tra bill vậy. Đúng rồi. Nâu của Trương Thị Hường nè. Anh ơi nãy kia coi kia chốt nè. Trương Thị Hường một cái 80.000 cho cái nâu của Trương Thị Hường. Thảo Nguyên nào? Thảo Nguyên, Thảo Nguyên cô đảo phải không? Thôi vô coi giùm đi. Con mấy hình nền cũng mới nói. Thảo Nguyên Côn Đảo, Thảo Nguyên Côn Đảo. Thảo Nguyên Côn Đảo. Gia đạo không có. Gia đạo lộn xộn quá đi mấy chị ơi, gia đạo nhà em lộn xộn quá. Trời ơi là trời. Bán ế nãy giờ chưa bán được cái gì mà gia đạo lộn xộn nữa. Cẩm Tú ba cái nè. Gì vậy? Cẩm Tú ba cái quần chưa có áo hả? Tôi không biết nãy giờ có bà. Rồi bỏ lại cắt đi. Chồng em mồm mèo quá mấy chị ơi. Bỏ thì Cẩm Tú hai cái áo sọc nè, 200 của bỏ thì Cẩm Tú. Đó. Có bánh crepe không của 5 đô la, không có bán bánh crepe. Chị Yên ơi em nhận hàng rồi, đẹp quá, cảm ơn Trần Mơ. Do áo sọc em coi giới. Đồ của chị Yên vải đẹp lắm nha. Tùy nha mấy chị, nhiều lúc qua cái vải đó em ưng mà mấy chị không ưng thì nó đẹp cũng thành xấu nha. Đó. Chị Huế Nguyễn ơi, dạ chưa. Đuổi anh Bảy hả? Đợi tao. Đợi tao xong đêm nay là tao cho lên trụ điện ở luôn. Sọc xanh nè. Sọc xanh nè. Dưới sọc đen nè, có 100.000 cái à. Vải đẹp nha, vải đẹp lắm nha. Để nó đào. Ủa chốt cho Võ Thị Cẩm Tú hai áo chi vậy? Rồi Võ Thị Cẩm Tú hai áo nè. Áo nâu của chị Võ Thị Cẩm Tú. Võ Thị Cẩm Tú 72kg không? Rồi Võ Thị Cẩm Tú. Võ Thị Cẩm Tú. Võ Thị Cẩm Tú 80.000. 80.000 của Võ Thị Cẩm Tú. Đuổi việc mày. Mai em gửi chị Huế. Để tao đuổi cho nha. Bữa nay tao có một cái phụ rồi nha. Đợi tao. Em mua nhà chị cái nào cũng ưng ý ghê. Cảm ơn. Em nói rồi nhà em bán ít ít á. Nãy giờ chưa bán gì luôn. Hai cái nhỏ tôi nay ốm nhơ mà. Ừ. Mày ốm nhơ đúng không? Để được. Để tối nay tao thắt hai cây nhang lên tao giái cho mày nghe. Đợi tao. Hiền Linh Linh đi. Linh Linh giái cho con Kim Anh. Mà đít càng ngày càng bự. Mà vú càng ngày càng teo. Tao giái là Linh lắm Kim Anh ơi. Hai cái của Kim Anh 200.000. Để tao giái cho. Nha. Điện Linh Linh, Điện Linh Linh, ông Điện, ông Thần Tài, ông Thần Lũ Lũ ơi, gì ở đây? Nghe bả nghe ổng đi, bả dắp đĩa rồi, không có dắp đĩa rồi, chị này em có cái phụ rồi, cái phụ 1m8 nha, có cái phụ rồi. Em có một con áo này nè, màu lạ lạ, nè, 80.000 tiếp, con này còn cỡ dưới 80kg thôi nha. Sọc xanh của chị Thùy Trang. Dạ ok chị, 100.000. Coi thử chị Thùy Trang nào. Con này dưới 75kg. Đồ nhà chị em mặc hôm nay đi đi cổ cưới mà họ nhà em khen đẹp nở hết mũi. Tấm lại mất công đi, mất công mai mốt kẹp cánh mũi mất mấy chục triệu mẹ. Dưới 75kg áo sọc là 60-90kg. 80kg của Tú. 80.000 của chị Tú Trang Lý nè. Tú Trang Lý 80.000. Ơi nãy giờ màu lạ của Lê Thị Hồng Ngoan nè. Lê Thị Hồng Ngoan 80.000. Áo rẻ quá trời luôn á chị. Lê Thị Hồng Ngoan 80.000. Con này con nâu đậm nè. Có một con nâu đậm nè. Hồi nãy giờ nâu nhạt nhạt ha. Nãy giờ nâu nhạt nhạt này, nâu đậm đậm nè. Nâu đậm đậm là ý yên 85kg vừa, 60-85. Duyên quá đây, hay em đem chị về nuôi luôn đi. Chứ buôn bán cực khổ quá nha. Buôn bán gặp biêu bêm cực khổ. Nâu đậm em lấy Kim Anh nè, nói sớm đi. Con này mà ai vú bự bự mặt đẹp lắm. Có một con đen nè. Điện Linh Linh đi. Linh Linh có một con đen thôi mà 80.000. Có một con đen mà 80.000 này mấy chị ơi. Trời ơi bán ế mà con lùng nó ngồi nó ngáp nữa mấy chị ơi. Có một con đen nè mà đen Nguyễn Kim Kim Anh chứ không có Nguyễn. Đen của Kim Anh luôn nè.
Nói nghe nè, bữa giờ bị mất phong long kính này 300 ngàn tặng chồng. Ai mua kính tặng chồng mua giùm em 300 ngàn của thằng Ray Ben nha. Đừng để em đọc tiếng Anh. Hấp lấy rồi Kim Liên ơi. Bây giờ còn áo nâu thôi Kim Liên ơi. Mua giùm em con kính nam tặng chồng mấy chị ơi. Nha. Con kính nam góc tặng chồng ba xị. Xong chưa, xong chưa? Bây giờ xuống lấy cái mấy cái cục áo ngay cầu thang, mấy cục áo trắng lên đi Bi ơi. Ba cái cục áo thun trắng dưới chân cầu thang Bi ơi, với lại mấy cục quần lót lên đây Bi ơi. Banh qua tới phòng này luôn rồi. Đó, banh qua tới phòng bên ông nội luôn rồi. Đen khách lấy rồi chị ơi, áo nâu. Chị lấy áo nâu cho chị chưa? Coi thử Nguyên Trương có áo nâu chưa? Đen à, đen tay dài khách lấy rồi chị ơi. Nãy giờ trả lời đen không luôn á. Có một cái đen mà trả lời 18 cái comment đen không luôn á trời. Có một cái đen à. Đợi mai em đi kiếm hàng mấy chị ơi. Nha. Hổm giờ quên da heo tôi rồi. Hổm giờ giảm tí quên ăn da heo của tôi rồi. Hổm giờ ế da heo rồi. Bill của chị Nguyên Trương hình như có rồi nè. Đờ, chưa chưa có áo nâu của Nguyên Trương phải không con? Phải Nguyên Trương không? Đúng rồi. Nguyên Trương áo nâu nè đây. Ủa nãy sao mày không lấy mấy cái bộ nè, áo nâu của Nguyên Trương 80 ngàn. Kính nam 300, kính nam nhiêu chị em mới vô 300 Mộng Linh ơi. Cái con này là sữa tắm 301 cho em bé nè. Con này giá là hình như 100 ngàn hay sao mấy chị. Con này là 100 ngàn nha. Con này là 100 ngàn. Sữa tắm của nhà người ta là 201, sữa tắm em 301. Tắm gội và rửa háng. Tắm gội và rửa háng. Không, ba màu đây được rồi. Tắm gội và rửa háng nha mấy chị nha. 301. Còn em nói mấy chị đây là dầu gội cốt của Mỹ nè. Dầu gội và sữa tắm 201 và kèm theo một chức năng nữa là rửa háng là 301, là chai này là 150. Chai này là nữ nè ha. Em nói mấy chị, nó thơm y chang sữa tắm luôn, thơm lắm. 150 ngàn hàng này, hàng nhập khẩu của Mỹ nha mấy chị. Hàng này y chang là xà bông cốt cục của Mỹ á. Thằng này là 150 ngàn mấy chị. Nhà em cái gì cũng bán bách hóa tổng hợp nha. Băng vệ sinh cô test đồ gì có hết trơn trời á. Ai mua cái gì, thuốc nhỏ mắt nhập, thuốc nhỏ mắt mắt cận và gì có hết trơn á. Ha. Chị hủ da heo của chị Nguyên Phạm. Dạ ok. Bi ơi, hủ da heo của Nguyên Phạm Bi ơi. Ai biết mày hỏi tao? Hổm giờ ba mấy cái bao hủ da heo quan kia gì đó bỏ ở đâu kiếm đi. Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. 290 quần, 150 năm quần. Dạ size từ 70. Sữa tắm của Hoa Bỉ Ngạn là con ơi. 150 của Bỉ Ngạn. 150 của Bỉ Ngạn là con ơi. Giá cho kỹ đi con. Nè quần lót 70 đến 100kg nha mấy chị nha. Nè em nói mấy chị, quần lót này là ôm bờ mông, ôm bờ mông, ôm khe đít, chống rụng lông, chống bay lông lẻ tẻ, chống bay mùi tùm lông nha. 5 cái 150 ngàn. Làm ơn chốt đi, đừng có sợ đáy ngắn. Mặt hơi bị sướng luôn, mấy chị có còn em thử không? Sữa tắm em bé một chai của Trân Huỳnh nè. Trân Huỳnh là 100 ngàn nè. 100 ngàn của Trân Huỳnh nè. Em ơi có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Một phụ ấy cho chị ấy em. 5 cái của chị Thu Ngọc. Quần này chị Thu Ngọc mặt hơi bị mềm, mặt sướng lắm nha. Sao em không có luồng khách thủy tinh đâu. 1, 2, 3 1, 2. Nhưng mà em thích luồng khách như mấy chị hơn nha. Dạ không bao giờ mua một cái. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4, 5. 5 cái của chị Thu Ngọc 150 ngàn nè. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái 150 ngàn. Mặc quần lót này về đi. Rồi về báo mộng đâu lại. Lộn, phải báo mộng cho em lộn lộn. Về báo cho em là quần này mặc được hay không. Má tự nhiên cái báo mộng cho em chị không. Không cần báo mộng nha. Không. Quần lót báo mộng đi mấy má. Quên lộn. Áo này 120 nè. Sữa tắm trẻ em xanh ý chị. Ủa Hoa Bỉ Ngạn nãy lấy gì vậy? Hoa Bỉ Ngạn nãy lấy gì vậy? À sữa tắm trẻ lại của Hoa Bỉ Ngạn ơi. Bà lấy cái này nè. Hoa Bỉ Ngạn lấy 100 nè. Sửa lại đi anh. Không. Nó lên ở ngoài mà. Nó lên ở ngoài nha.
Dạ ok, chị Hoa Nguyễn này khách mới hay cũ vậy mà cho số điện thoại vậy? Nhà em mà khách cũ rồi là chốt hàng không cho số điện thoại nha. Chị Hoa Nguyễn này khách cũ Long An, cho số chi nữa, chị bị làm em hoang mang. Hoa Nguyễn nè, Hoa Nguyễn nè. Trời ơi, quần lọt khe, quần lót 3:30 chưa về. Quần lọt khe mặt tao nói đủ má đi, hồi kéo kéo đít mệt muốn chết mẹ luôn. Võ Thị Cẩm Vú nè. À Võ Thị Cẩm Tú nè. Đây, 5 cái 150 của bé Võ Thị Cẩm Tú về tập thể dục phải không? Ê, biết cái bài tập thể dục chưa? Có tẩy trang chị. Một, tẩy trang kèm theo kem dưỡng, hàng của Nhật luôn hả bà? Em coi hàng của gì vậy? Của Thái, của Nhật quên rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Đây, 5 cái của Nguyễn Thị Cẩm Tú nè. Võ Thị Cẩm Tú. Võ Thị Cẩm, anh ơi, Hoa Nguyễn này khách mới anh. Chờ chút, tại em lộn, tại nhà em làm thủ công á chị Hoa. Chị Hoa phải le lên vậy cho em biết nha. Chị phải le để cho em biết nha. Nè nè chị Tiễn ơi, tẩy trang. Ờ à, có, thôi khỏi đi. Nè chị, tẩy trang kèm theo kem dưỡng trắng nè chị. Cái này là 159.000, cho thêm 1.000 là 160 đây ha. Cái này là tẩy trang, tẩy trang nha mấy chị nha. Còn bông tẩy trang thì 3 bịch là 120.000 ha mấy chị ha. Dạ khách mới chị Hoa. Nguyên cái cục đó là bao nhiêu? Nguyên cái cục gì? Nguyên cái mình chỉ mới cắt được luôn nè. 160 ngàn. Nguyên ra luôn. Ừ, nè. Muối này tặng này con mua người kia nhiêu? Thôi gì, nó nói kìa. Cái hộp đó 300 á. Ừ đúng rồi. Thì cái này hộp này mắc nè. Hồi bữa mua 300 hộp này không nè. Chị ơi, cái đầm đen nó may bị lỗi ngay cái tay, chụp qua báo cho chị, cho báo hôm nay chị nè. Chụp qua báo chị vậy chứ. Cái bộ này là bé Lùng nó mua cái hộp này không á, là nó đã là 300.000 rồi với chị, mà một bịch, một hộp này nè chị Ren, là cái này là nước hoa hồng kèm với lại kem dưỡng luôn, mà chỉ có 160.000 thôi. Nó bán 159 mà em ghét cái vụ 59 nó mày bán 160 đó ha. Rồi lên tiếp tục cho mấy chị nè, áo 60-65 kg, áo 60-65 kg đến 92-93 kg nha, 120.000. Đây mà chốt giùm em Gucci đỏ xanh. Chốt giùm em Gucci đỏ xanh. Chốt em đưa cái này lên là mấy chị giật mình liền. Gucci đỏ xanh nha. Con em của em á mấy chị, là nó là bỏ hàng cho siêu thị hàng bánh kẹo Nhật. Giờ nó sẵn nó làm cái phòng live trên lầu 3 nhà em luôn, bán phụ với lại bán cho, ví dụ như mấy chị cần thì mấy chị mua luôn, khỏi mất công mấy chị đi linh tinh. Áo này là tôm mì nè. Áo này là tôm mì nè. Và còn một cái áo nữa là làm khuynh đảo thị trường. Đó là áo cờ Mỹ. Áo này một mình em 4 con, ai tin không? Mấy chị tin không? Chứ em tin á. Áo này một mình em 4 con mấy chị, cờ Mỹ một mình em 4 con nha. Cờ Mỹ một mình em 4 con, lưu ý cho mấy chị biết vậy luôn đó. Áo cờ Mỹ. Màn hình bên em không thấy được nè. Chị thoát ra. Chị thoát cái like của em ra, chị Trần Tiên. Xong chị cầm điện thoại chị đập bụp bụp bụp, khởi động máy lại. Thấy em liền. Cái đó nước tẩy trang hay nước hoa hồng? Ủa này nước tẩy trang hay nước hoa hồng vậy? Đợi em chút con em. Áo tôm mì với cờ Mỹ của chị Thu Ngọc. Thu Ngọc 120 nè con. Đợi nước tẩy trang nè. Này nước tẩy trang chị. Này à, hai cái của chị Thu Ngọc 120 cộng 120. Rồi ai lên nữa không? Em lên hàng xúc tiếp nha. Em lên hàng xúc tiếp nha mấy chị nha. Lên hàng xúc. Cờ Mỹ ngoài kệ ta đi, người ta bán ta có quyền. Giá kỳ cục ghế trời. Làm như thấy ta đẹp vô chỉnh ta sao á. Đừng chỉnh nữa nha. Áo cờ anh mấy chị. Này hai cái của Dung Học đúng không? Em có cái quần địch bụng nè. Vòng trầm chị về chưa, đang xin chị, đang xin. Cho em xin một cái nha. À chết mẹ rồi. Má, nước tẩy trang áo cờ Mỹ của Trần Quang Vinh này. Ôi quên rồi, bà thông báo cho mấy chị biết nha, lệnh bài tài lộc đã về nhà em rồi nha. Trần Quang Vinh áo cờ anh, nước tẩy trang 160 của chị Ren Nguyễn. À, nói gì nói chứ mua được chai dầu gội cho con là em khói, vì mua đâu cũng không có, ít chỗ bán lắm. Nói thiệt chứ em là cái người đi xúc nó bán lai á mấy chị. Nghĩ giao một cái kiện hàng Nhật á 5-60 triệu mà lời có 1 triệu, 1 triệu mấy à.
mấy chị nghĩ đi, 50-60 triệu tiền hàng Nhật, mà hàng Nhật mình phải đóng từ bên đó về bên đây để áo tơ mì của Dung Ngọt, áo tơ mì của chị Dung Ngọt nè, thì mấy chị Dung Ngọt không có giấu nè, thì mấy chị nghĩ đi, lời cái gì mà mùa này có đóng được đâu, rồi chưa kể bỏ các tiệm tạp hóa, em nói mấy chị nó nộ. Mà bánh Nhật đó nha, trừ khi những người mà thích ăn kiêng mới ăn được thôi, nó lạt, nó không có giống như mình đường nhiều. Em còn cái quần địt bụng 150.000, 70-90 kg, em bán sale cho mấy chị 120 nè ha. Còn một con, chị nào chốt thì chốt giùm em 120 nha, 120. Nói chung là nhiều hàng lắm, mà tại vì mấy chị biết sao không, em còn một cái con cốt nam là Nguyễn Phương Nam, thì đợi ngày mai nó chở hàng dưới kho. Em còn một con chai gội tắm cốt nam là 100.000 nè, mấy chị có mua cho chồng mấy chị. Tại sao gọi là cốt nam? Tại vì nó tên cốt mà cho người nam, cho nên gọi là cốt nam. Mà em nói với mấy chị ha, quần 120 của Hoa Nguyễn, coi Hoa Nguyễn nào lộn nha, Hoa Nguyễn mới, dầu gội em bé của chị Cửu Dương nè, 3-1 nha chị, 100.000 của chị Cửu Dương nè. Hoa Nguyễn dạ. Thành phố. Rồi. Dạ, Hoa Nguyễn thành phố. Hoa Nguyễn đủ rồi, ở tỉnh. Dạ, cho em uống miếng nước nha, da heo 60.000, hủ chị Hương ơi. Ai hỏi da heo, tao hỏi dạ heo rồi. Dạ heo nhiêu hộ, dạ em không bán dạ heo nha. Quần 120 của chị Hoa Nguyễn lấy rồi. Bây giờ Bi để đó cho lùng làm em. Bi qua trước Manacan á, nó còn một bao lót á. Bi coi mấy cái quần địt bụng còn mấy cái lấy ra đây. Một cái cho chị Như Đòn. Em nhớ chị Hương Trương này mua hàng em rồi mà sao cho số điện thoại nữa đâu. Chốt hàng bên em không còn số điện thoại đâu. Tại nhà em không có gọi. Nhà em không có gọi chốt hàng, nhà em chốt hàng qua tin nhắn nha. Bờ cái hũ, cái bao da heo đâu rồi? Áo 120 của chị Hương Trương. À bây giờ anh Tư ơi, cho em hũ da heo lên anh Tư ơi. Cho em nguyên bao da heo lên anh Tư. Cốt nam của Nguyễn Phương Thảo nè. Cốt nam 100.000, dán lại con của Nguyễn Phương Thảo con. Cốt nam 100.000 của Nguyễn Phương Thảo nè. Còn cái này là cốt nữ nha mấy chị, cái này là cốt nữ ha. Nó thơm còn hơn xà bông cục của Mỹ luôn, cái hàng này hàng mặt nhập Mỹ nhập nha. Dạ cốt nam 100 mà đợi ngày mai đi chị Hoa nha. Dầu gội bé Phạm Tuyết Lan, con này là thằng này là hàng của hàng nhập khẩu của Mỹ luôn á chị. Thằng này nè, 100.000 của chị Phạm Tuyết Lan có bill rồi phải không? Tiễn ơi, đưa mà tiếp tục dầu gội em bé xuống ơi. Nguyễn Tuyết Lan nè. Dầu gội chai lớn giống như chị đang mua mà hương dưa hấu thì lấy em. Mẫu gì ta Trang, Trang nhắc lại cho chị đi Trang. Da heo con em ăn thử một hộp, chưa thử được miếng nào lòng sâu. Da heo con em ăn thử là một hộp, em chưa thử được miếng nào hết lòng sâu, gửi hai hũ. Đùi rin đi chế. Một cốt nam hả chị Hoa? Vậy đợi mai có đủ cốt rồi em gửi bill chị Hoa, thứ hai em gửi bill được không? Để thứ bảy chủ nhật chị Hoa mua bill rồi em gửi luôn được không? Được không chị? Anh ơi ghi trên cái bill của chị Hoa Nguyễn mới là một cốt nam đi. Một cốt nam được không chị Hoa? Được không chế? Được thì báo em nha. Ai mấy hũ da heo con ơi? 3 hũ da heo kìa. Trân Huynh một hũ da heo nè, ghi trên bịch đây, ghi trên hũ đây. Trân Huynh, Hương Nguyễn, Nguyễn Thị Phương Hằng, hũ da heo. Dạ ok chị Yến Linh Liễu. Lên hàng xúc tiếp nha mấy chị, mấy chục. Ê hàng xúc còn, áo 80.000 còn nha. Không, nó quần mặc váy đưa một bịch thôi. Quần mà có trong cái bịch mà một bịch một cái thôi á. Màu mà nó còn màu đen hay sao á? Nó còn màu đen hay sao á? Thuận Nguyễn hai hũ cái gì? Đúng rồi. À Thuận Nguyễn hai hũ. Con coi thử trên ai chốt da heo. Cốt nữ của Võ Thị Cẩm Tú nè. Cốt nữ của chị Tú, 5 quần lót. Chị Tú là một dầu rồi. Nó dầu gọi con không Tuyển ơi? Dầu gọi con không? Dầu gọi gì? Dầu gọi bé hồi nãy nó 501 gì đó à. Con nào con thử gì con không? Đi. Đưa đây, còn mấy chai đưa đây. Đâu. Tào lao, chai táo đó đâu phải giá 100 đâu. Chai táo này giá 100. Phải đúng thử 700 không nha. Chai này giá 100 nha. Lấy cho Như Nguyễn một hộp da heo. Da heo lấy mấy hộp rồi con? Thuận Nguyễn là ai nữa? Thuận Nguyễn, Trân Huỳnh. Thuận Nguyễn, Trân Huỳnh, mấy chị đợi em chút nha, có một đứa à.
Bây giờ tôi rút qua đây anh từ từ lấy xong. Anh ơi ghi chữ Như Đoàn một quần mà một quần địt bụng đi 120 để chút nó thiếu một quần địt bụng 120. Mấy chị đợi em chút nha. Da heo đâu rồi? Da heo của chị Hương Nguyễn có chưa? Da heo của chị kéo bài viết lên. Da heo của chị Hương Nguyễn nè. Da heo của Nguyễn Thị Phương Hằng nè. Ghi đi. Hương Nguyễn có chưa? Cô Hương Nguyễn nãy nè, Nguyễn Thị Phương Hằng một hộp nè. Có sẵn đây rồi đó. Rồi, anh ghi bill trên chị Hoa là thiếu một cốc nam chưa? Rồi. Ok. Chị Yến nhiêu rồi tiền? 100 mà. 100 nè. Nó có hai màu lận. Nó có hai màu lận mấy chị. Này hương gì với này hương gì ạ? Này apple là táo nè. Watermelon nè. Đó, cái này là watermelon nè. Nè, từ từ. Có nữ con. Cái này là một dầu gội bé của Yến Linh Liêu nè. 100.000 của Yến Linh Liêu. 5 cái quần lót 150.000 của Yến Linh Liêu nè. Rồi ở trên đó ghi lưu lại nha. Rồi Võ Thị Cẩm Tú một cốt nữ nè. Trời ơi, cốt nữ này về chị Tú. Cốt nữ này về chị Tú dùng mê lắm. Tắm gội 2 trong 1 luôn. 150 của Võ Thị Cẩm Tú nè. 150 Võ Thị Cẩm Tú lấy băng keo quấn lại nè. Lấy chị Như Nguyễn một hũ da heo có chưa con? Như Nguyễn thành phố một hũ da heo có chưa? Như Nguyễn một hũ da heo của Như Nguyễn nè con. Như Nguyễn một hũ da heo 100.000 em. Một áo cờ anh 76kg của chị Yến Linh Liêu nè. Rồi Yến Linh Liêu 120.000 nè. Chị lấy em một cốt nem dồn đơn hả chị Gương Trương? Vậy chị bill của chị Gương Trương thứ hai em gửi nha. Ok không? Tại mai nó mới chở một xe hàng về. Anh ghi giùm em là chị Gương Trương một cốt nem nha anh. Dạ một Gương Trương một cốt nam, cốt nữ của Thùy Trang nè con. Cốt nữ 150.000 của Thùy Trang. Gương Trương một cốt nam. À, Thùy Trang một cốt nữ. Khi nãy chị đưa lên chai xanh nè. Hai chai nó đều một giá hết á gái. Còn cái chai này là chai 150 chai cốt á Nhung ơi. Cảm ơn Nhung nha. Cảm ơn Nhung nhiều. Dạ. Em lấy dưa hấu nha. Dưa hấu là cái gì chị? Là watermelon á hả mấy chị dài mà. Đâu anh ơi, đổ cho Yến Linh Liêu watermelon đi. Gì vậy? Đúng không? Ủa, hai cho cùng màu hả? Đúng rồi, là đúng rồi chị, đúng em lấy cái chị. Cái này apple nè. Apple mà. Cái này nè. Cái này nè, cái đúng rồi, đổi qua đi. Matter watermelon á. Hoa ngờ. Ủa, ta đọc tiếng Anh mà trời. Trời ơi, đọc tiếng Anh cái nó chửi em mà chị, chồng em kiểu kỳ cục ghê á. Một cốc nữ của Hoa Ngờ rồi. Dạ. Dầu gội bé watermelon Trương Thị Hường. Má sao tôi đọc tiếng Anh ghê. Bây giờ chỉ còn apple thôi nha nè. Watermelon nè của chị Trương Thị Hường nè. 100.000. Dạ rồi bây giờ lên hàng xúc tiếp nha mấy chị. Em bán cái gì á? Thiệt thương mấy chị, thiệt bán cái gì cũng ủng hộ hết. Đó em có watermelon nha. Dạ quần lót mấy chị có luôn. Em nói nhà em là thập tẻ bi lù hết đó mấy chị. Nhà em mấy chị đừng có đi đâu xa đó. Yên ơi, hôm nay có cái đó không? Chút nữa em có mấy con đầm 140 ba đầy đẹp lắm nha. Lấy em một chai cốt nam Lo Nguyễn Lê. Bé Lùng nhắn tin qua cho gì vậy con? Lo Nguyễn Lê, một cốt nam. Bán hàng gì không có đủ hết, mai nghỉ mẹ bán rồi nha. Trời ơi là trời. Đây quần lót nè chị. Nói chung là vải đẹp lắm nha. Vải đẹp lắm. Mai kêu ba ghét chở một cái kho lên. Nè mấy chị 5 cái 150 nè. Hai chị Hoàng Nam Nguyễn. Size này là từ 70kg đến 100kg nha chị nha. Dạ quần lót ha. Rồi lên tiếp tục hàng xuất đây. Thôi nước trong này nè anh tậu nó anh. Đây là bộ tím nè, 60 đến 80 kg 140 nha. 60 đến 80 kg 140, bộ mèo tím. Chị nào chưa chốt mèo tím chốt giùm em mèo tím 140 nha. Lên áo nè. Nè cái quần bán 70.000 nè, đẹp không? Size từ 70 kg đến 90 kg vừa nha. 5 cái quần lọc của chị Dung Ngọc không có dấu. Cái vỏ mai cháu cơ mai thiết kiệm hai cái con heo. Dạ ok. Ok.
đây hả? Gì vậy? Thì ở chỗ gửi Mai Tuyết cho hai cô em. Nhắn tin qua bên đi, tin nhắn Zalo em ơi. Có Linh Tuyết Lê đợi em nha. Cái chai loại lớn 200 không chị, mà dưa hấu đợi chút để kêu nó hát cái à. Nó tậu nó cũng mới like, nó lập bập đó Trang. Nắm cái quần lót. Nắm quần lót của chế nào ta? 2 kg con heo, 1 kg da heo. Dung Ngọc. Rồi. Nắm quần lót của chế Dung Ngọc là 1, 2, 5 kg da heo, 1 kg khôi heo. 5 kg cái đầu bà. 2 kg. 2. 1, 2, 3. Bán ế quá bị liệu. Mấy chị ăn da heo ăn luôn 1 kg nha. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bé mà mắc ỉa không dám đi luôn trời. Trời. Năm cái quần lót của Dung Ngọc à, có chai loại lớn đợi chị. Thúy Ngờ lấy cái gì 70k ta? À cái quần 70k, trời, quần này chị Thúy Ngờ về mặt em nói thiệt mê luôn nha. Nè áo nãy vẫn còn nè, áo 80.000 màu nâu vẫn còn nè, màu nâu nâu đậm nè, cái này nâu đậm nè, hai nâu đậm 80.000. Dạ đợi từ từ em lôi từ từ lên nè. Vàng chanh hồi nãy lúc đầu có một con, giờ còn con nè. Lấy năm quần lót của chị Hòn Nam Nguyễn. Chị Hòn Nam Nguyễn bữa sau chốt hàng bên Yên, đừng cho số điện thoại, đừng cho địa chỉ. Tại bên em là chốt hàng qua tin nhắn ha. Quần Phật Thanh đợi em coi thử còn. Với lại là không có cho kiểm tra hàng á. Cho nên chốt hàng qua tin nhắn, lỡ có sai cái gì thì còn đổi đồ rồi cho mấy chị được. Với lại cho em số ký đi chị nha. Cho em số ký với chốt đồ được. Năm quần của Nguyễn Hòn Nam kiểm tra thử đúng không nha con. Quần sọc xanh của chị Nguyễn Trang nha, quần này chị về chị mặc chị rút dây bụng lại em nói sướng lắm. Nguyễn Trang Trang 70.000 nè. Bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha mấy chế nha. Em có con áo bán 100.000 nè. Rương chương nó kết thủ đâu mà em chưa nghe cái gì ta. Gì vậy? Rương chương nè. Sao? Nó to luôn rồi. Em có nói kết thủ hồi nào đâu. Áo này là size 90kg nè. Áo này size 90-95kg nè. Bán cho mấy chị có một con này thôi. Tại vì sao? Vải nó mềm lắm ha. Chốt giùm em sọc xanh. Sọc xanh từ 70-95kg. Có một con thôi 100.000 ha. Chị nào chốt 100.000, chốt giùm em áo 100.000. Quần nữa nè mấy chị. Hồi nãy giờ mấy chị thấy sọc xanh quần đúng không? Em có một con hoa. Có đúng một con hoa luôn. Dạ size từ 70-90kg cũng vừa. Áo nâu của Phạm Tuyết Lan nè. Áo nâu Phạm Tuyết Lan 80.000 của chị Phạm Tuyết Lan. Chị Lan nhiêu ký chị Lan ơi? Chị Lan ơi, nãy giờ chị Lan nhiêu ký vậy? Rồi chốt giùm em con quần 70.000. Em nói mấy chị là vải đẹp lắm nha. Quần này mặc ngủ một phát là em nói mấy chị sáng khỏi đồ nón nha. Quần mặc mà sáng ngủ khỏi đồ nón. Chị Kim Lập có lấy quần sọc không? Quần hoa của chị 70.000 của chị Kim Lập nè. Có một cái quần hoa thôi chứ ơi. Yeah. Hồi nãy giờ chị nào đang chờ áo 100kg có 4 con. Yeah, bé gì đã quên rồi. 4 yeah. Con. Quần sọc xanh 60-80kg không chị? Hay Lên Thảo mặc vừa nè. Tại vì sao nó có dây rút mà Hay Lên Thảo? Nó có dây rút mà em. Nó có dây rút mà em ngại gì? Hoa Ngờ quần sọc nè. 70.000 của Hoa Ngờ. Hay Lên Thảo nè. Hay Lên Thảo quần này nè. Quần này 70.000 của Hay Lên Thảo nè. Để chị coi thử còn không nha gái. Coi thử còn không. Em có cái quần sọc hồng lớn nè. Em có cái quần sọc hồng size lớn nè mấy chị. Quần sọc hồng này là size từ 75kg đến 100kg. Chốt giùm em quần sọc hồng. Quần hoa khách lấy rồi chị Lan có 1 con à ha. Có đúng một con thôi. Tí xíu em lên áo dây cờ rộp tộp này cho mấy chị coi. Áo dây bán 80.000 mà đẹp lắm. Đợi em. Hồi nãy từ đầu live em có nói với mấy chị là em có một cái con áo. Em có một con áo size 90-100kg. Nhưng mà áo này nếu mấy chị mặc ra đường không bao giờ đụng hàng. Hứa luôn mà 120. Nè mấy chị thấy đẹp không? Trời ơi nói nghe nè. Con này nè, nói nghe nè. Con sọc hồng của Kim Lập 70.000. Em nói mấy chị nghe nè. Nó đẹp lắm. Nó rất là đẹp luôn. Còn con sọc xám nè, chị Kim Lập có lấy luôn không? Còn con sọc xám nha. Mấy chị coi nè. Hình như con này hơi nhỏ hơn. Đúng rồi. Trời ơi em nói nghe nè mấy chị. Nè con này size nhỏ. Con này size 80kg nè. Con này size 80kg nè quý vị. Nè mấy chị coi gần nè đẹp không. Ôi nó may phơm hàng xúc đẹp không. Con này 80kg nè. Hồi nãy có 1 con 100kg chứ mẹ có 1 con 100kg nè. Nè con 100kg nè quý vị. Ai 100kg chốt cái con này cho tôi nha.
chứ không em nói với mấy chị là kẻo lỡ hàng luôn á. Đừng có giỡn nha mấy chị, áo này đẹp vô số kể luôn, 120 ngàn. Vải đẹp, áo đẹp, phơm đẹp, đẹp nhất nhất nách luôn. Tay nhỏ nhất của chị Như Nguyễn nè là bao nhiêu ký vậy? Mong em cao lắm, mong em bằng mong chị chứ gì đâu cao. Như Nguyễn lấy cái size nhỏ nè, lấy cái size S của chị Như Nguyễn thành phố 80 ký nè. Nè mấy chị coi áo nè, trời ơi áo em nói mấy chị là hơi bị cưng luôn. Vải nè, áo đó của Như Nguyễn 120 ngàn, vừa thảo không vừa, tao cho mày đổi mà mắc gì mày phải sợ. Linh chờ lấy cái size lớn nè, Linh chờ dễ gì có con áo đẹp gì em yêu. Nè tao cho mày vú 135 luôn á, 120 của bé Linh chờ nè. Để vô để bill Linh chờ, để đi bill Linh chờ với Yên làm nha. Ai 100 ký làm ơn chốt đi nha. Đẹp quá luôn á. Ly Hồ, Ly Hồ 120 ngàn nè. Em nói thiệt luôn mấy chị, hơi bị đẹp, hơi bị dễ thương luôn. Áo của chế Nguyễn Hồng Hạnh nè, Nguyễn Hồng Hạnh Gò Vấp nè. Nguyễn Hồng Hạnh Gò Vấp nè, còn đúng một con em đang mặc mấy chị. Còn đúng một con em đang mặc thôi ha. Đúng rồi. Tâm trương 120 rộng. Lộn lại con, cô Tâm Trương. Áo dày, áo dày 80 ngàn, đưa lên cái hú hồn luôn. Em nói chỉ có hàng xúc nó mới làm đẹp như thế này thôi, mà giá rẻ ha mấy chị, 80 ngàn giá rẻ quá trời. Có lời nha, 80 ngàn là có lời rồi đó. Nè, ở trước là chụp vú nè, ở dưới đây có bo nè. Đó mấy chị thấy không, đã ghê không. Một con áo dày bán có 80 ngàn. Có phải riêng mở nhà dưới rồi chị Huyền ơi. Nè mấy chị, nói cho nghe, ai làm gì làm với tôi một con á, 60 đến 80 ký, 60 đến 80 ký nha mấy chị nha. 60 đến 80 ký con áo dây này ha. 60 đến 80 ký bán cho mấy chị 80 ngàn. Chị nào chốt 80 ngàn chốt giùm em lên 80 ngàn. Em không mặc áo ngực lên hơi xấu. Chị nào chốt áo này 80 ngàn thì chốt lên giùm em. Xin lỗi một câu ha, có tiền không có đi đường quyền được với em này đâu nha mấy chị nha. Em là vừa em 85 ký nè ha. Cái bo này nó có cái bo cho nên mấy chị mặc nó rất là thoải mái. 80 ngàn anh ơi, mở giùm em cái áo lên anh. Tay này em dơ lên không được mấy chị. Chồng ơi mở giùm em cái áo đi, cho anh uống miếng nước của em anh. Tao quýnh mày tiền không kịp mày vậy ha. Cái gì vậy? Cái gì chụp vậy? Trời ơi là trời, lấy ông hút uống, nó mới hút cái hộp lên. Cô má ơi, mai chút áo luôn trời. Thiệt luôn. Ủa sao còn này quá trời nè. Gì? Chưa. Cái trời quá trời mà. À hai áo dây của chị Tâm Trương Watermelon. Coi bả nhờ kìa, chị Kim Lập đâu có cần phải la vậy. Hai cái của chị Tâm Trương nè. Hồi trưa á, tôi đem cái cục áo dây này lên nè, tôi bán. Cái xong mấy chị biết làm sao không? Cái tôi mặc lên á, cái tôi mặc cái cục này lên nè mấy chị. Cái mấy bả trời ơi, áo đẹp quá trời ơi. Chị Thùy Trang một cái nè, 80 ngàn của Thùy Trang. Chị Tuyết Kho một cái 80 ngàn nè. Nè, hồi trưa tôi mặc áo này lên nè. Mặc lên xong cái mấy bả nói trời ơi, để một cái, để một cái đi, để một cái đi. Ừ vậy không á mấy chị, vậy không á ha. Giờ mặc lên nè có hai màu. Hồi bữa tôi mặc hồi lai tôi mặc màu trắng, không có miếng lót mà nó co giãn lắm chị. Nó không có miếng lót nhưng mà nó dày, nó không có thấy núm đâu. Áo này 100 ngàn, hồi trưa con nhắn qua là thiếu hai áo của ai con? Ngô Tú Linh hả? Nè mấy chị coi áo 100 ngàn mà đẹp nè. Coi áo 100 ngàn nè, xỉu liền. Thấy chưa, thấy cột dây dưới đây chưa? Em nói mấy chị là áo này hơi bị cưng luôn. Nè, hồi xích ra cho mấy chị thấy coi cái form nè. Em nói dễ thương cực kỳ luôn. Phương Thảo Tỉnh một cái nè. Phương Thảo Tỉnh một cái 100 ngàn. Ngô Tú Linh một cái 100 ngàn.
Ngô Tú Linh 100.000. À, áo này. Rồi còn ai nữa? Thủy Tiên Trần. Với Thủy Tiên Trần 2 cái nè. 200 của Thủy Tiên Trần. Bỏ vô 2 cái 200 của Thủy Tiên Trần. Áo này có màu đen và màu trắng nha mấy chị nha. Nhung Lâm 1 cái nè. Áo này có màu trắng nữa nha mấy chị nha. Nhung Lâm 1 cái, Nhung Lâm tỉnh nha. Nhung Lâm tỉnh 1 cái nè. Tú Trang Lý nó có màu trắng nữa nha mấy chị. Đẹp, em nhận áo đó rồi. Tú Trang Lý không đi? Đắc Hoa à? Nhung Lâm tỉnh nè. Tú Trang Lý nè. Tú Trang Lý một con 100.000 nè. Như Đòn một cái nè. Nè mấy chị, đây em mặc con màu đen đúng không? Nè mặc thử nè. Nè Nhung Đòn nè Bi. Nhung Đòn 100.000. À, áo đen 100.000 của chị Thùy Trang. Chị Thùy Trang nhiêu ký rồi chị Trang? Đúng rồi, màu đen. Nè hồi bữa tôi mặc ngồi live là tôi mặc màu trắng nha quý vị nha. Nói cho biết nha. Như Đòn một áo đen có chưa vậy? Thùy Trang áo đen có chưa con? Chưa hả? Thùy Trang một áo đen nè. Thùy Trang một áo đen. Võ Thị Cẩm Tú 72kg phải không? Võ Thị Cẩm Tú một áo đen 100.000. Một áo đen 100.000 của Võ Thị Cẩm Tú nè. À, Võ Thị Kim Tuyến nhiêu ký chứ ơi? Tuyến ơi nhiêu ký lên số ký đi Tuyến. À, chưa nhớ số ký. Hồi bữa em mặc ngồi live là em mặc con trắng này nè quý vị. Hồi bữa mặc ngồi live là em mặc con trắng này. Xin lỗi với mấy chị một câu nha, nó không có thấy mập đâu. Nó rất là gọn luôn. Mà hồi bữa em mặc live là em mặc con màu trắng này nha mấy chị nha. Bữa mặc ngồi live là em mặc con trắng này. Đó, chị nào chốt trắng. Võ Thị Kim Tuyến áo 100.000 size nhiêu ký Tuyến ơi? Áo đen của Thu Liễu Lê Thị nè. Thu Liễu Lê Thị size L 100.000 nè. Áo đen kèm số ký đi mấy chị ơi. Chị Gương Trương nè. Áo đen 73kg của Chế Hương Chu nè. Chế Hương Chu 100.000. Em chưa soạn cho Kim Tuyến với lại chị Hương Trương nha. Chốt áo kèm số ký khỏi còn nói giá nha. Chốt áo kèm số ký giúp em. Áo này mặc với sọt đẹp cực kỳ. Mặc với sọt dễ thương lắm mấy chị. Rồi chị nào chốt, chốt giùm em nha. Ủa hồi xưa tôi có chốt ý em. Tôi có chốt ý em thế nào? À, cái trắng là bữa anh thuốc giặt bị hư á. 75kg của Võ Thị Kim Tuyến nè. Mặc vừa hay rộng? Mặc thoải mái chứ không phải rộng nha chị. Cái này là mặc nó vừa vô người chứ nó không có rộng. À, của ai vậy? Gương Trương 70kg phải không? Võ Thị Kim Tuyến đúng rồi. Bây giờ của Gương Trương nè. Võ Thị Kim Tuyến văng ra chưa? Chưa. Võ Thị Kim Tuyến nhiêu ký vậy? 75kg. Võ Thị Kim Tuyến nè. Rồi Gương Trương 70kg nè. Nè Gương Trương 70kg 100.000 nè. Bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Mặc vừa mà đẹp lắm chị. Chị Hồng Điệp nè, 90kg của chị Hồng Điệp nè. LB 90kg 100.000 của chị Hồng Điệp nè. Mặc vừa mà dễ thương lắm. Em lấy size chị size L đó. Em lấy size chị thoải mái, em biết tướng chị rồi nha. Em biết tướng chị rồi ha. Khỏi còn lo nha. Rồi quần đuôi 90.000 những chị 70 đến 88kg còn mua nữa không ạ? Còn mua nữa, màu xanh đen là quần đùi. Chị nào chốt quần đùi co giãn chốt giùm em nha. Rồi lên hàng tiếp nè mấy chị. Lên hàng tiếp đi thôi. Tăng 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 tăng. Áo này vậy chứ mà mặc đẹp lắm. Tăng 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 tăng. Còn một bao tải chưa vui phải không anh? Nè em lên cái quần này cho mấy chị coi nè. Quần này bán nhiêu ta? Quần này bán mấy chị 100.000. Nè, chị nào mà muốn quần legging mà bọc bụng mà hàng xuất là phải hốt con này. Mấy chị coi quần này nha. Mấy chị coi phôm quần legging vải đẹp kinh khủng. Em dùng từ là vải đẹp kinh khủng mà 100.000 thôi. Ở trên có bọc bụng nè. Đó, ở trên có bọc bụng. Quần này bà bầu mặc cũng được, mà nay nhiều mặc cũng được nè. Ha. Trời ơi, mà 100.000 con nghe mấy chị nha. 100.000 một con nha mấy chị nha. 100.000 một con có size L nè. Quần này là tranh thủ chốt giùm em nha mấy chị. Size L là dưới 75-77kg chị ơi. Chị có Milama không? Em mới vô Milama. 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 Có 1 bộ à chị? Còn có 1 bộ à chị Hạnh ơi? Đây.
còn đúng bộ 150 ngàn ha, size 70 đến 85 kg còn đúng một bộ thôi. Vải thì mê tơi luôn rồi, vải thì không cần phải bàn nha, vải thì không cần phải bàn, còn đúng một bộ milame này thôi nha chị nha. Vải thì không cần phải bàn nha chị. Kim Lập, em đang kiếm size cho chị Lập nè. Quần này về chị Lập mà thấy cơm quần chị Lập mà không mê thì em làm con chị Lập luôn á. Em nói thiệt, quần legging này về mà chị mặc chị không mê, em kiếm em Kim Lập 100 ngàn nè ha. Legging dài có size tôi không? Á, con quần này đẹp quá à. Quần đẹp dữ dằn luôn. Có size còn cỡ dưới 90kg rồi chị ơi. Nè, size này là dưới 90kg nha mấy chị. Size này là dưới 90kg ha. Đó, chị nào chốt cái legging này thì chốt giùm em. Chế nào chốt legging này chốt giùm em nha. Legging này size 60 đến 90kg. Nè, em có mấy cái con quần nè, nhưng mà size nhỏ lắm mà đẹp. Bây giờ Bi, gu của Bi nè Bi. Thân thân thân. Nè, size nhỏ xíu à. Size không có lớn nha. Ha, bữa nào lấy quần chính đó. Ê nè, chút nữa em có một cái lọt quần này size chị Hồng Điệp nè, đợi em. Cho tôi có 90 tôi mặc vừa không? Ok. Quần 100kg của kho Tường Vi. Nhiêu ký? Nè, Bích Thủy 100 ngàn nè. Hạnh Nguyễn cái bộ này 150 ngàn nè con. Hạnh Nguyễn 150 ngàn, về con cầm cái bộ pyjama này nhìn lên vải xỉu luôn. Cái quần này size nhỏ lắm mấy chị, size 60-65kg thôi nha. Quần này nè, quần lính này nè. Quần lính này size 60-65kg thôi. Mấy chị xanh cái lưng này xuống cũng được, mấy chị để cao cũng được ha. À, lấy cái legging phải không? Đợi chút chị Hồng Điệp em lên cho em có mấy cái quần bảy tóc đẹp lắm. Em có quần bảy tóc trên kho nhiều em không có lấy á chị. Quần thun này nè. Hello chị Mai Nguyễn Nhung vỏ một quần nè. Quần này là chị Nguyễn Phương Hằng lấy được nè, 290 ngàn một con. Mà đẹp lắm chị Hằng ơi, quần này chị Hằng mặc được nè ha. Quần đen chị Khoa Tường Vi được nha. Một quần gì mấy chị rõ ràng giùm em cái nha. Lính của Nguyễn Thị Phương Hằng là 90 ngàn. Trời ơi, hồi bữa em lấy cái zoom đó định là may. Em lấy mẫu em may xong em bán cho chị Hằng 300 ngàn á, mà khách lấy rồi. Khách lấy rồi. Quần lính này size nhỏ nha mấy chị nha. Size không có lớn nhớ nha. Nhưng mà nó đẹp quá em phải lấy về nè mấy chị. Nó đẹp quá, má nó có bo nữa ha. Nó có túi hộp nữa ha. Nó có này, nói chung là quần này size nhỏ mà lấy về để bán. Đẹp quá đó. Anh ơi. Ủa, Hạnh Nguyễn đâu nãy nghe, Hạnh Nguyễn đâu có dấu hộp. Hạnh Nguyễn bộ pyjama quăng ra rồi đó. Anh khiêng cái bao của qua cho em nha anh. Thanh Trần đưa cho em bộ đô size số 1. Chị Thanh Trần ơi, chị hàng mà lỡ có chật hay cái gì chị cứ chụp hình, chị nhắn tin nhắn qua cho em ha. Kho Tường Vi, Tường Vi kho A, quần 100 ngàn nè. Quần lính size nhỏ lắm, 60-65kg dưới à. Pyjama là còn chỉ đúng một bộ màu này thôi, không có còn nữa đâu ha. Còn đúng một bộ thôi mấy chị. Không có còn, không có còn hàng. Tại vì quần này rác áo kia trên, với lại bộ xám nè. Bộ xám thì quần hơi rộng nha. Lấy em cái 100 ngàn lấy rồi kho Tường Vi. Cái quần legging là mấy chị nên lấy nha. Nè, khui bao nữa nè. Hay là Bích Thủy mày đẻ nữa đi Bích Thủy ơi. Mày đẻ nữa đi Thủy. Mày đẻ được, mày đẻ nữa đi Thủy ơi. Nè, đẹp á. Nào, mỗi tội không biết sai bán thôi. Bán sao ta? Ghiền thì lấy về vậy thôi chứ cũng biết bán sao. Nè, có mấy cái con áo khoác nè mấy chị. Áo khoác à. Nè, có con áo khoác em bé nè, con này bán 100 ngàn. Con này con chị nào mà khoảng cỡ 25-30kg là mặc được nè, dưới 25. Dưới 25, 27-28kg á. Con này đẹp lắm nha. Mới nói con này bán nhiêu vậy? Con này bán nhiêu mấy chị? 100 ngàn. Chưa, cháu chị Phương Hằng nhiêu ký à? Ở bán con này cho mấy chị, bán vốn mấy chị 100 ngàn đi. Em dùng từ là bán vốn là mấy chị biết rồi ha. Còn nếu con này không bán thì em gửi về cho bé Nhím nhà em. Con em, cháu em nha. Dạ, quần legging hàng xuất đây chị. Em nói chị Mai đẹp lắm, vải đẹp tuyệt vời, nhưng mà nó có bo bụng ở trên nè. Nó có ôm cái khúc bụng ở trên nè nha chị, nó ôm cho nó gọn ha. Quần legging nè. Vải đẹp vô số kể luôn ha. Ôm lắm.
ốm lắm, buồn kia mới sinh mà chị, em bé mới sinh nè. Chốt qua cho bà Tiếp, chốt chốt rồi mày gửi gì giùm cho bà Tiếp giùm tao cái nha. Còn điều điều với tự thể đi, điều kia đưa qua cho chị ấy nè. Hoa Mỹ tỉnh nè, Hoa Mỹ Cần Giờ nè. Sao riêng nhỏ đỏ bao nhiêu ký gọi là Hoa Mỹ Cần Giờ, nhưng nhìn nhớ thì làm được cái lồng cái ly. Giờ còn Hoa Mỹ kia, còn Hoa Mỹ thành phố mới. Dừa co dạng hết á. Ừ, 20kg dừa xin ra đi. Nhím dừa nè, mày làm ơn mày gửi đi nhân bi. Nè cho em cũng nhím nè, cho em nhím nè, để lớn nó mặc, cho em nhím nè đó, không có bán. Em không có biết bán quần đó đâu chị, áo khoác đâu mất rồi. À, đâu không phải rồi, đây áo khoác em có mấy con áo khoác hàng độc nè, hàng xuất luôn. Áo khoác nhung đẹp không, đâu mé nó đẹp mấy chị, được có ba con à, được có ba con à nha. 180 nói nghe nè, được có ba con áo khoác nhung xám này thôi nha, chứ nó không có nhiều đâu, để mấy chị ngồi kiến chọn nha. Là 60-65kg đến 85kg vừa nè, 85kg là bằng ký em nè. Nè em nói với mấy chị là chỉ có ba con thôi, chỉ có ba con thôi mấy chị ha, chỉ có ba con thôi. Từ từ em sẽ tặng mấy chị, nhưng mà từ từ chứ không phải giờ. Chỉ có ba con thôi mấy chị. Chị nào chốt áo khoác nhung xám chốt giùm em nha, 60-65kg đến 85kg, 180 vải co giãn mịn màng lắm, mặc con này đi chứ không đụng hàng ha. Đó áo khoác linh chờ không vừa, để chị em coi thử có mẫu nào cái nào em vừa không nha. Tại trưa nay được mấy con này à, có 2-3 con à, lờ lờ đó, lờ lờ có mấy con à mấy chị. Áo khoác của chị Thuận Nguyễn, lấy cái em mới cho ấy là 180 của chị Thuận Nguyễn nè. Con này vải đẹp lắm chị, con này hàng thời trang của thằng Xúc á. Con này là size L nè, con này là size L nè mấy chị. Con này là 180 nha, khó có túi trong không hả chị Hương Thùy? Rồi em kiểm tra chị, cái hàng này hàng Xúc á. Con này không có túi trong chị, con này chỉ có túi ngoài. Con này có túi ngoài thôi chị, không có túi trong nha. Con này không có túi trong. Ừ đúng rồi, 3 con mấy chị, có đúng 3 con. Ờ 4 con đúng không? Ừ 4 con đúng rồi mấy chị, 4 con hết ha. Con này 184 con. Con này là lông chuột nè. Con này lông chuột, con này 150 mấy chị. Con này có túi trong và túi ngoài nha. Con này có túi trong và có túi ngoài. Con này có túi trong và có túi ngoài. Con này tới 90kg, 95kg cũng vừa nè. Ha. Con xám này 150 ngàn, có túi trong, có túi ngoài, có nón, nói chung là đầy đủ. Con này tới 95kg cũng vừa nha mấy chị nha. Con chốt giùm em con xám 150 ngàn. Mà cũng có một con à. Hàng này hàng giết kho nha mấy chị. Hàng này hàng giết kho. Hàng giết kho, bây giờ qua lấy một bộ Dior bán chơi vậy. Có áo lót chị muốn đặt cái gì chị nhắn tin cho em size đi. Có áo vú. Nè con hồi nãy là con xám mà con đây màu kem nè. Áo khoác kính mặt ôm, lấy nhỏ hơn một size em. Nhỏ hơn một size hả chị Thuận? Cái đó là đã ôm rồi nha chị. Con đó là đã ôm rồi đó. Phát nhung của chị Thanh Trần nhiêu ký vậy? Chị Thanh Trần, chị nãy chị nói cái gì bị chật vậy? Nè đổi cái này cho Thuận Nguyễn nha. Thay lờ. Nè chị Thuận chốt cái con khoác khoác nhẹ này nè. Mọi người chốt cái con khoác nhẹ này nè. Mọi người chốt cái con khoác nhẹ này nè. 150 ngàn mà em nói với chị con này mặc sướng lắm nha. Con này mặc rất là sướng, cũng là khoác luôn của hàng xuất luôn. Khoác nhung của Thanh Trần nhiêu ký vậy? Khoác nhung của Tiến Nguyễn Thị, con nào mới quăng vô? Con này hả? Rồi Tiến Nguyễn Thị 180 nè. Khoác nhung chị Thanh Trần nhiêu ký vậy?
Em nói với mấy chị là con này mặc rất là sướng, 80kg của chị Thanh Trần. Dạ ok chị Thanh, đừng cho số điện thoại lên nữa chị Thanh ơi. Con này của chị Thanh Trần nè, Bi đưa đây nè. Cái này của chị Tiến Nguyễn Thị đưa cái kia qua cho chị Thanh Trần. Nè, kiếm với chị cái quần jean em bé cháu chị 9kg. Dạ chị Thanh Trần mua rồi, đừng cho địa chỉ số điện thoại lên nữa nha. Cái con áo khoác này là mùa này mấy chị đi hơi bị sướng luôn. Thứ nhất là nó rất là mát vải, thứ hai nó là hàng xúc. Hai cái túi cực kỳ sâu luôn ha. Không biết có túi bên trong không nữa. Nè có túi bên trong rất là rộng luôn nha mấy chị nha. Con này 150.000. Chị nào chốt con khoác hàng xúc 150.000, chốt giùm em khoác hàng xúc 150.000 nha mấy chị nha. Khoác hàng xúc 150.000. Ai? Ai lấy khoác hàng xúc đâu rồi? Ai đã từng đi qua tổng cũ Long Giang? Vải đẹp vô số kể. Nhắc nhẹ nhẹ vậy thôi. Khoác 150 của chị Thuận nè. Chị Thuận về mặc con này là đi đâu chị cũng sẽ dắt con này theo, em hứa luôn. Chị Thuận Nguyễn 150 mà mặc được con này rồi, đi đâu chị cũng sẽ mặc con này. Tại vì một khi mà mình mặc cái mình vải nó mềm á, thì khi mấy chị đi mặc lần thứ hai, thứ ba, thứ tư là mấy chị sẽ chọn những cái con mà mặc thoải mái và mềm. Bộ này 250 về lại đủ size nè. Bộ này 250.000 về lại đủ size và vải này có co giãn nha. Bộ Dior. Em nói mấy chị nghe, cái bộ Dior này mấy chị mặc lên không đẹp, đi kiếm em. Chị lấy thùng rồi. Đường tiểu đường. Đây nè mấy chị, kèm với quần dài nè. Bộ công sở này em nói với mấy chị là dùng từ là điểm 10 cho chất lượng ha. 250.000 bộ công sở kèm số ký. Có size 100kg cho Linh chờ nha. Có size 100kg cho Linh chờ. Cái bộ này đẹp cực kỳ. Bộ này xưởng em may, đây là lần thứ hai nha mấy chị nha. Có 150 đây nè. Cho mấy chị coi cái set Dior nè. Cái tay nè đẹp không? Cho mấy chị coi cái set Dior cái tay nè. Nổi cái tay không là mấy chị thấy là vải rất là đẹp rồi. Coi chị Hà Nguyên nào nha. Hà Nguyên áo khoác 150. Vải này đẹp lắm nha chị Hà. Vải này chị Hà về mặt sẽ ưng ý. Hàng xúc là không thể nào mấy chị không ưng ý á. Hàng xúc mấy chị mặc lên cưng lắm. Rất là cưng luôn. À, cưng lắm mấy chị. Rồi lên tiếp nha, em còn tới một bao tải nữa nè. Anh ơi, cái quần anh bỏ dưới cốp xe hả anh? Nè, hồi nãy chị nào hỏi cái vụ quần lửng đây. Mấy chị coi cái màu trắng nha. Mấy chị coi màu trắng, mấy chị coi cái vải nó nha. Đó, thấy chưa? Nè, đẹp chưa? 140.000 một con quần này. Mà nói nghe nè, có một con thôi. Khó 150 của chị Mai Nguyễn nè. Hạnh Nguyễn nãy giờ lấy khó chưa vậy? Hạnh Nguyễn nãy giờ có lấy khó không? Chưa mà. Nè, Hạnh Nguyễn một cái con khó 150.000. À, bộ đó bộ pyjama. Chị Thu Ngọc mà mặc cái thử cái bộ Dior này chị Thu Ngọc mê lắm. Bộ 250 của Thu Ngọc 250.000. Đây mấy chị, quần này là size gì? Quần này là size, nó bị dính dơ chút xíu, về mấy chị giặt nha, bóp cho mấy chị 10.000. Quần này 130.000 ha. Quần này 130.000, size này là size từ 70 đến 90kg vừa. Đúng rồi, hay cho Thu Ngọc 250. Trời ơi, cái quần đẹp lắm mấy chị, mà vải dày nha. Vải dày mà co giãn mà sẽ không thấy nón là quần này nè. Quần này nó may theo form thể thao á mấy chị. 140 nha, tại ở sau vô đây là quần màu sọc. Quần sọc này thì quần sọc này là túi hai bên nè, mà nó là quần ống rộng nè. Quần này là mặc với áo dây là tuyệt vời. Quần này size từ 65kg đến 85kg. Chốt giùm em quần sọc 140.000 quần sọc. Em có một con quần hoa cũng 140 nè mấy chị. Nhưng mà size dưới 70kg nha. 140 quần này size dưới 70kg đẹp không? Ha, size dưới 70kg quần này nha. 60 đến 70kg quần hoa rút bụng 140. Chị nói à, giấu rồi nha. À, em có bán, em sẽ bán sale cho mấy chị cái con áo này là áo gì? Áo gì con? Hai đứa mặc hoodie này không? Đẹp không? Hoodie nha. Có được hình như 10 con. Hình như 10 con. Hồi nãy chị Khánh Phương lấy áo 80.000 chưa chị Khánh Phương? Nãy chị Khánh Phương lấy áo thun 80.000 này chưa? Dạ nó vô cái bao nè, chị đụng gì em like đó.
Để chị Khánh Phương lấy áo 80 ngàn này chưa? Đẹp lắm nha chị nha, rất là đẹp nha. Đó, em bán tới gì vậy ta? Ừ, áo áo gì ha? Áo hoodie mấy chị. Áo hoodie nha. Áo hoodie bán cho mấy chị với giá 140 ngàn. Size này là 60-85kg hoodie. Chị nào chốt hoodie thì 140 ha. Quần trắng 130, tính chị 120 nè. Về giặt ngay chỗ cái lưng này nó dính chút xíu dơ nè nha chị Thúy Ngờ. 120 của Thúy Ngờ nè. Áo 80 ngàn của chị Minh Anh. Áo này Minh Anh về mặc đẹp lắm, vải nhẹ, không có mặc thấy nón mà mặc rất là gọn. Minh Anh 80 ngờ. Minh Anh 80 ngờ. Đọc vậy á. Bán con đầm 150 ngàn chơi cho vui. Bán con đầm 150 ngàn giúp chơi cho vui. Bán con đầm 150 ngàn giật chơi cho vui. Còn nếu đẹp quá thì để yên mặt luôn nha mấy chị. Gì vậy? Gì trời. Bán con đầm 150 ngàn, size 80-90kg. Dễ thương không mấy chị? Có một con à, 150 ngàn con này ha. Chị nào chốt đầm sọc chốt giùm em 80-90kg đầm sọc. Có một con thôi nha. Một con duy nhất, một con duy nhất ngày hôm nay. Chỉ có một đêm duy nhất thôi mấy chị, một đêm duy nhất. Một đêm duy nhất 80-90kg nè. Ôm đẹp không? Xin không mấy chị? Mà có 150 ngàn à. Chị có địa chỉ shop không chị, là sao Huyền Trang không hiểu. Đầm của tôi Thúy Ngân một con 150. Chị có địa chỉ shop không nhà em phải biết chứ. Chị hỏi em gì vậy? Chị có thể hỏi gõ gõ hơn được không? Nè. Nè. À, từ trước khi tôi chốt cho mọi người là tôi chốt phương con đầm nè. Cái con đầm này tôi có một cái size L nè. Em nói với mấy chị nha. À, sao coi lúc phóng bự bình thường không tại điện thoại. Sao em coi lúc phóng bự lúc bình thường. Kéo vậy là bình thường nè. Cái bán hồi cái kéo lại đầy nè Minh Anh. Cái nó bự. Ủa vậy hả? Sao kỳ vậy? Nó do bị gì á mấy chị? Nè, bán con đầm body em khuyên thiệt mấy chị nha. Chị nào mà thích đầm body mà có tay mà hai bên rút bụng như hot girl nè. Em nói với mấy chị chỉ có thằng hàng xúc nó may đẹp như thế này thôi ha. Rồi bán cho mấy chị 150 ngàn nè. Làm ơn chốt đi, làm ơn chốt đi mấy chị. Dưới 72-73kg làm ơn chốt cái con này để dành đi tiệc. Nói thiệt sự luôn á. Không có nói giỡn đâu, tại vì chút xíu rồi tôi sẽ giấu một con size L nha mấy chị. Chút xíu tôi sẽ giấu một con size L ha. Mấy chị không chốt những cái mẫu đầm này á. Mấy chị dùng từ sao ta tiếc lắm. Em cũng tiếc. Minh Anh về mà cầm cái đầm 150 này Minh Anh mai mốt muốn mặc hoài luôn á. Minh Anh 150 ngàn nè. Em nói thiệt luôn, mai mốt mà mấy chị thích mặc cái con này là mấy chị mê lắm. Nè, lụm được con áo khoác nhung của hàng xuất mà không biết vừa không. Rồi tí xíu chị coi thử coi. Con này dưới 70kg thôi, bán cho mấy chị 140. Áo khoác nhung nha. Con này dưới. Rồi dính luôn rồi. Kêu tiếp. Anh ơi. Dính áo anh ơi. Nhung của chị Hằng nè. 140 của chị Hằng. Mỗi mùa thu sang mẹ tôi và thêm Nguyễn Thị Phương Hằng nè. 140 nè. Lên cái đầm body nữa nè Minh Anh. Đợi coi thử có đen rồi chị sẽ chốt đen cho Helen Thảo với Khánh Phương. Em sẽ chốt cho Helen. Nè chốt đi, y chang con đó mà màu đẹp không. Trời ơi con này nè, rút dây hai bên nè, mấy chị coi cái form nó sang bà nậu luôn nè. Nè ha, em nói mấy chị có 150 ngàn không bao giờ mua được những con đầm body này để đi ba quẩy. 150, nói thiệt lòng á chứ không phải nói dối lòng đâu nha mấy má. Nè chị nào mà đã thích đầm body rồi mà chị nào mập mà thích mặc body giống em á thì làm ơn chốt đi,
không dễ gì ý lấy những cái mẫu này về đâu nha, nói thiệt lòng á chứ không phải nói dối lòng đâu. Không thể nào kiếm một con đầm 150 mà đẹp như thế này. Tôi nói thiệt với mấy chị một câu luôn á, Mai Nguyễn nè, nói thiệt chứ không phải nói giỡn đâu, đừng đùa với em. Cái đầm này size nhỏ của chị Hằng nè, cái đó của chị Hằng bỏ vô cho chị Phương Hằng hả? 150 của chị Mai Nguyễn, nó không có size 15kg đâu chị, với lại em cũng không biết size, đưa về mặt không được uổng lắm, để đi. Body bell này size của chị Nguyễn Thị Phương Hằng size S nè, chị Hằng lấy không chị Hằng? Chị Hằng ơi lấy cái con size S không chị Hằng? Size S của chị Hằng nè, body bell, lấy đầm của Nguyễn Thị Phương Hằng 150 nè, 150 của Nguyễn Thị Phương Hằng, dạ vừa chị, size của chị là em mặc còn vừa mà, nha. Tự nhiên tôi đi lấy mấy cái size nhỏ vậy chi mất công mà trời. Tôi ẩu ghê, tôi lấy hàng mà tôi ẩu ghê. À, chị Dung ơi, nhiêu ký chị Dung? Body bell của Lê Lan nè. Body bell của Lê Lan 65kg nè. Con này hơi bị đẹp nha. Lê Lan nè. Đợi em kiếm cái size hai cái L trên kia không có thì ngày mai lấy sau á. M65kg nè. Của ai chưa lấy? Như Lê chưa có nè. Chị nào chưa có, chị nào lên váy, chị nào chưa có body 65kg, dạ vừa nha chị, 65kg vừa nha chế nha. Nhưng mà thôi cái hàng này để ngày mai lấy đi. Hàng này để ngày mai em lên em lựa cho mấy chị một cục nha. Làm hoa 67kg của chị Huế Nguyễn nè. Huế Nguyễn nè. Mấy chị kia cái size nó không có vừa, để mai đi. Chiều nay em bị lấy hàng ẩu. À, 55kg của chị Tuyết Dung. Chị Dung, em tự nhiên lâu lâu em lọt vô cái size nhỏ vậy á chị Dung. Chị Dung 55kg hả? 55kg thì lấy giùm em cái này. Chứ em thì bán hàng big size, tự nhiên bữa nay lọt đâu cái 55kg nè. Lọt đâu cái 55kg á chị. Là chị Dung lấy cái này phải không? Nhưng mà sao ra bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận bán, chị cái có sao không ta? Đó, chị thích quá thì em để, còn chị không thích thì chị cứ xả nha. Chứ bên em thứ nhất không bán size nhỏ, tại lọt đau vô cái cho nên chị Hằng chốt rồi chị chốt quá, chứ em không bán size nhỏ. Những chị mà cầm cái đầm body này thì ngày hẹn mấy chị cái like ngày mai nha, hẹn mấy chị like ngày mai giùm em. Đầm này về mấy chị mặc form là đẹp lắm, tại vì hàng xúc có, nó không có suy cái gì hết trơn á, nó không hề suy một cái gì. Áo hoodie mấy chị có mua không ạ? Không mua thì em để qua hàng bên nha. Quần, quần nè nè, chị nào hồi nãy đòi quần thể thao, đây quần thể thao ống suông nè, đẹp không mấy chị? Nhưng mà quần này size 60 đến 72 kg thôi nha. Quần đen, quần này bán cho mấy chị 140, quần đen 60 đến 72 kg bán chị 140. 4-5 chị mà size 70-75 kg Mai Nguyễn rồi gì thì ngày mai vào like giúp em nha. Ngày mai em về cái đầm hoa này cho mấy chị, để tí xíu ở dưới em coi thử còn không, tại bữa nay là đi chọn ẩu á mấy chị, chọn ẩu cho nên không có coi size. Ngày mai em sẽ lấy cho mấy chị ha. Tiếp tục nha, quần 140. Dạ vừa chị, quần này quần lửng hồi nãy chị nào hỏi nè. Hồi nãy chị nào hỏi quần lửng ống rộng nè. Hồi nãy chị nào hỏi, nhưng mà quần này á mấy chị thì khoảng cỡ size dưới 85kg thôi nha. 65 đến 85kg quần 140 của Helen Thảo nè. Quần này Thảo về mặt mê, chắc vải đẹp lắm. À, cái đen nữa, cái đen không có size chị Dung. Không có size chị Dung. Cái đen đó giờ biết kiếm đâu ta. Không có size chị Dung, để cô thử em bán tí xíu em coi thử có size em thích quần. Rút ống hả chị, là quần ống bo hả chị, quần ống bo đúng không? Nè quần này size từ 70 đến 85kg nè, quần quần này là quần chín tấc nè. Quần chín tấc ống rộng có xẻ nè. Ha. Chín tấc ống rộng có xẻ em bán. Nếu mà có chị BB đứng dậy lấy cái móc thôi. Nếu mà có chị Tuyên Nguyễn ở đây là bả sẽ hút cái đầm này. Hình làm sao ý em nhỉ? Nó bị sao, nó lúc to lúc nhỏ phải không chị Huệ? Em không biết nữa, mai vô nhắc giùm em nha chị Mai. Nè em có một con đầm này, nếu có chị Tuyên Nguyễn là bà sẽ chốt, tại bà thích đầm đắp chéo á, đắp chéo qua đắp chéo lại đó mấy chị. Đây thì con đây là con đầm đắp chéo qua đắp chéo lại nè, đó cưng không? Mẹ có 150.000 à, nhưng mà size này dưới 77kg, 60 đến 77kg, chốt giùm em đầm đen đắp chéo, đầm hoa văn đen hoặc là đầm đen đắp chéo gì cũng được. Mà con này mấy chị mặc lên em nói với mấy chị cưng lắm luôn nè, nó đắp chiếu qua rồi nó đắp chiếu lại rồi nó ra cái đường ở trên ngực,
nó hở vừa phải đẹp lắm. Đầm này là dưới 77, 78 kg nha, tại vì nó là thun la dông. 150 ngàn đầm hoa văn đen. Dạ, chị Đinh thì Tuyết Dung vô cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Rồi tiếp tục nè mấy chị. Ở đó nhà không có nhân viên cũng mệt. Bắt con làm hoài. Tội nghiệp đó mấy chị. Chị Mai vừa nha. Trời ơi con em lắm. Mai Nguyễn nè, 150 nè. Hai bay làm cái gì ho sạch vậy? Đồ quỷ à. Em có một con đầm nè. 112 được chị, em vừa là chị Mai vừa. Nè. Đi đi vô cô cây nha, thấy không, thấy gì, để gì mua cho con cũng hai bị oxy bắp không. Đẹp không mấy chị? Ôi có một con nè. Hay là mình để, hay là mình để mình mặc ta. Ôi Mai lấy em con ba đì nha chị. Mai đi công việc không? Chị Thuận nhắn tin cho em đi, tí xíu em chụp hình lại. Nhắn tin cho bay cho em là chị nói yên ơi lấy chị con body đó. Chút nữa em có con body đen là chị Thuận ngồi im đi. Ngồi im hết đi. Trời ơi có một con mà vải nó quá trời đẹp luôn á mấy chị, 150 ngàn nè. Có một con duy nhất thôi nha. Ha. Trời ơi có một con duy nhất luôn á. Em coi nhức đầu luôn á. Thoát ra thoát vô thử đi chị Lan. Thoát ra thoát vô thử đi chị. Nè. Nè bán nè. Nè. Bán cho mấy chị con đầm đen là đẹp không? Đầm đen maxi mà coi thử đẹp không? Ôi xinh không? Dạ 150 ngàn. Đẹp ha mấy chị ha. Chốt giùm em đen maxi. Size 60 đến 80 kg. Đen maxi size 60 đến 80 kg, 83 kg cũng vừa ha. 83 84 kg cũng vừa maxi đen. Chị nào chốt maxi đen chốt giùm em lên. Ê con này dưới 85 86 kg cũng vừa nha, con này size L nè. Con này size từ 70 đến 85 87 kg nha. Có size nhỏ nữa nè mấy chị, có size nhỏ. Size nhỏ là size S nè, size nhỏ là 60 đến 70 kg size nhỏ nè, 75 kg. Size nhỏ là 60 đến 75 kg, size lớn là 70 đến 88 kg. Maxi đen này có giá là 150 ngàn nha mấy chị nha. Maxi đen này có giá 150 ngàn là mơ chốt đi chứ. Tôi là tôi mê mấy cái form này lắm mấy chị. Tôi cực kỳ mê những cái form này nha. Nói thiệt. Đinh Thị Tiết Dung ơi. Nè chị Thuận, nè nè chị. Em có hai con này, em một con nhà mấy chị một con nha, body đen. Nhưng mà size lớn. Size này dưới 80 kg. Nha, body đen. Em nói mấy chị về mặt con này không đẹp đi kiếm Ý Yên tại đây. Nha. Một con. Không có, để chút nữa chị không cho thì xả ra để trả kho cũng được anh. Một con thôi nha mấy chị nha. Một con body đen size này là em vừa nè. 85kg vừa. Ha. 70 đến 85kg vừa con body đen này. Body đen của chế Như Lê nè. Một con thôi. Ha. Maxi. Maxi. À, đen dây chéo của chị Anh Như Kê. Đen dây chéo có nghĩa là đen nào ta? Đen đắp qua họ, đen đó chị Mai Nguyễn lấy rồi. 150. Body khách lấy rồi chế Dung. Maxi hoa xanh. Nó giống như con maxi đen á. Khách lấy rồi chị Dung. Maxi hoa xanh. Đẹp ha mấy chị ha. Đẹp quá trời luôn á. Dạ con này là size gì? Con này là size từ 60. Chị Nguyễn Thanh Anh ơi chưa chốt cái gì nha, đầm đầm dây chéo qua dây chéo lại là khách lấy rồi chị ha, con 150 khách lấy rồi. Maxi này size từ 60 kg đến 80 kg nè, maxi xanh. Rồi mấy chị ơi cái con này vải nó mềm lắm nha, vải mềm lắm. Maxi lá xanh 150 ngàn, lá còn xanh như bao anh còn trẻ đó mà chim trên cành thì chim bắn là chim đi đẻ luôn, nó ghê không, em làm thơ ghê lắm. Rồi em có một con đầm đắp chéo nè, con này bán cho mấy chị 100 ngàn, con này bán mấy chị 100 ngàn một con. Một con duy nhất, size nhỏ xíu, chắc chị Phương Hằng vừa. Chắc cái này của chị Hằng vừa, có một con nhỏ xíu lạc đạn. 100 ngàn đầm đắp chéo. Nhưng mà vải thun la dông đẹp lắm, con này size bé xíu. Con này size chị Hằng. Con này size của chị Hằng xinh gì. Mày mặc cái này nó chấm phớt đất luôn, 1m42. Một con size nhỏ. Lộn mấy con này vô mai phải đi trẻ mệt dữ vậy ông. Lá còn xanh như... Maxi đen vẫn còn nha. Ai chốt maxi đen thì chốt giùm em maxi đen. Dâm. Dâm cũng size nhỏ 60 đến 70 kg. Đây. Dâm ren size nhỏ nha quý vị.
Zoom ren size nhỏ 60-70kg, đẹp không? Đẹp không quý vị? 160.000 zoom đen. Chị nào chốt cái zoom ren mềm này chốt giùm em zoom ren chứ không phải zoom đen lộn. 60-70kg, chị nào làm ơn chốt cái con zoom ren này giùm em cái, trời ơi đẹp quá trời luôn. Zoom của Quỳnh Như quận 3 nè, 160. 100.000 size nhỏ nha chị Ngọc Điệp. Mua cho mẹ hả chị Điệp? 100.000 của chị Ngọc Điệp nè. Zoom đó là zoom màu gì hả Bi? Nó là màu giống như là màu xanh lợt. Cái này xanh đậm nè Như. Cái này xanh đậm nè, có lấy luôn không? Cái này xanh đậm nè Như có lấy. Trời ơi con này đẹp lắm nha. Con này nó lót ren tới khúc này nè. Trời ơi con này mà vừa một cái em nói mấy chị sang lắm luôn á. Con này chốt giùm em là ren xanh đen ha. Con này chốt giúp giùm em ren xanh đen. Xanh đen ren và ren xanh đen. 160 quá rẻ. Rẻ quá trời. Có một con zoom duy nhất trong cuộc đời. Đây. Một con thôi nha mấy chị. Mấy chị coi cái form đi. Mấy chị coi cái form rồi mấy chị hình dung ra nha. Nó dính vậy nè. Hai bên nó ở sau lưng nó vậy nè. Ở sau lưng nó rờ vậy cho nên nó sẽ dính tới này. Ha. Mấy chị mặc cái form trước nó sẽ tới này nè. Chị nào chốt con zoom này thì chốt giùm em nha. Con zoom này khoảng cỡ dưới 72-73kg là đẹp. Ha. 160.000 zoom luôn. Trời ơi. Em nói mấy chị con zoom này là hơi bị xuất sắc luôn á. Zoom này là hơi bị đỉnh luôn, đỉnh của đỉnh nha. Đỉnh của đỉnh là chóp của chóp. Chóp của chóp và đỉnh của đỉnh. Rồi tiếp tục zoom 160.000. Zoom 160.000 dưới 85kg nha mấy chị nha. Dưới 85kg. Zoom đen này á hả chị Thủy? Zoom đen mà có cái áo dính dính ở sau phải không? Ngọc Lan Thu Thủy 160 nè. Con zoom chốt giùm em zoom đen sát nách nha. Chốt giùm em zoom đen sát nách. Zoom đen sát nách này khoảng cỡ dưới 85kg. Chị nào dưới 85kg chốt con zoom đen sát nách giùm em. Một con thôi ha. Hai túi bên là đẹp. Đẹp mê. Chế nào chốt con zoom này là hơi bị trúng ánh luôn á. Thiệt, hơi bị trúng thuật luôn á nha mấy chị. Đêm. Nào. Chiên da cắn nắp bia. Chiên da cắn nắp bia. Quần. Quần đưa đây đây. Đây. Quần 140. Để mấy cái bịch bóng gương lại đi. Bóng gương 600-700 ngàn. Cục có chút xíu vậy mà dùng quá trời mau hết luôn. Đâu có bán gì đâu mà dùng mau hết quá trời. Rồi đây nè mấy chị. Nè quần thể thao chắc cơ. Để em đọc thử. Quần thể thao Active Giúp Clay Active Society. Em đọc gì cả bà em. Cái khùng á. Khùng nhiên á. Đây. Trăng 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 60-72kg. Trăng 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 trăng. Chỉ có một size thôi. Mà nó có hai màu nha. Con này là hơi bị chất luôn á. 140. Màu xanh và màu cam nha. Con này màu xanh và màu cam. Màu xanh và màu cam. Dưới 75kg cũng vừa nha mấy chị nha. Xanh và cam. 140.000 xanh và cam. Chị nào chốt xanh thì có xanh. Chị nào chốt cam thì có cam ha. Chị nào chốt xanh có xanh, chị nào chốt cam có cam. Đó. Bé lùng vô xếp mấy cái áo này vô trong góc cái đàng hoàng rồi con kéo bao ra. Kéo xít xít ra. Kéo cho con ta banh cái phòng bên này nữa, cái không có chỗ ngầu lai luôn á. Zoom này nó hàng xuất nó đâu có sai. Zoom này là chị vừa là em vừa đó Ngọc Điệp. Zoom này là chị vừa là em vừa đó ha. Không nói cho em vừa là chị vừa mà chị vừa là em vừa đó. Em vừa là chị vừa, đứa nào chị cũng được. Áo trắng cờ Mỹ size 120kg có không Yên? Dạ không chị Lan. Dạ không. Không chị ơi. Nè. Chốt con quần này nè. Quần này size bự nè. Quần này quần lửng chứ không phải quần dài nha. Quần này mấy chị thấy quần không? Túi bên trước nè. Túi này là túi bên trước. Quần này vải đẹp lắm nha. Quần này size dưới 85kg.
Quần này 140.000 chốt giùm em xanh đen. Quần này vải đẹp vô số kể, quần này giống như baggy á. Quần này y chang quần baggy luôn. Y chang baggy luôn nha mấy chị. Nè con nè con đừng có ra. Mấy chục cái dữ vậy lùng. Đếm thử bao nhiêu cái hả con? Trong trong đó là đếm từng cái đơn giản mà. Đếm đếm khấu khấu còn bao nhiêu cái thôi để đi trên đi trả bớt cho kho. Hiểu không? Rồi lên set này 250.000 cho mấy chị nè. Lấy lại bớt 10 cái. Bỏ ra kia. Với lại cái đầm này. Với lại cái đầm này. Để mai đi trả. Bộ này 250.000 nè. Nè mấy chị coi nè. Bộ này là quần nè quần sọc nè ha. Có dây cột bụng ở trước. Tính thôi đủ 10 cái rồi chắc vô cái bao ra cũng được con. Bao ra để đi trẻ hàng kho. Đây nha mấy chị nha. Xem zoom đen cổ tim. Là cái này hả gái? Cổ này cổ tròn chứ không phải cổ tim thôi nha. Cổ tim ở trước. Đây. Nhìn cái zoom này mặc lên học, nhìn cái zoom này không đẹp đâu. Khi nào mặc lên nó mới đẹp, lần học đẹp. Mà chỉ có 160.000 con zoom này thôi ha. Nè bộ này 250.000 xưởng nhà em. Bộ này có 4 size. Kèm với lại áo thun sát nách la dòng. Bộ này có 4 size dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Hai con điên, đáng ơi rồi còn còn quẹo nữa. Đây, hai mấy chị ha. Bộ này có tổng cộng 4 size dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg vậy. Con bỏ rồi, con bỏ cái đầm trẻ vô chưa bé lùn? Sao đợi gì theo con từng chút vậy bé lùn? Bộ này tổng cộng 4 size nha mấy chị, 250.000. Quần sọc kèm áo thun cổ đổ ha. Quần sọc kèm áo thun cổ đổ. Chế nào chốt bộ này thì chốt giùm em kèm số ký ha. Bộ này mặc lên hơi bị cưng. Bỏ ra luôn nè. Cái này là cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Bỏ vô trẻ luôn. Xem dinh đen cổ tim. Rồi áo khoác nha mấy chị. Áo khoác 280.000. Áo khoác 280.000. Có tổng cộng 3 màu mấy chị. Có tổng cộng 3 màu ha. Cái này là len tâm nè. Cái này là màu bò nâu. Cái này là màu đỏ mận. Cái này này là màu đỏ mận nha mấy chị nha. Và một màu nữa là màu tím. Và là một màu nữa là màu tím. Con này thì đi nắng là dùng từ tuyệt vời nha mấy chị. Con này đi nắng thì không có điểm nào để chê. Là con này ha mấy chị ha. Không có gì để chê hết. Bộ này size từ 60 đến 80kg nè. Chốt giùm em bộ mèo tím nha mấy chị nha. 60 đến 80kg bộ mèo tím. Chị nào chốt bộ mèo tím, chốt lên giúp giùm em bộ mèo tím kèm số ký. Mèo tím kèm số ký nha mấy chị nha. Mèo tím kèm số ký. Chị nào chốt mèo tím kèm số ký, chốt giùm em mèo tím kèm số ký. Để em mấy cái này về chụp hình nè. Áo trong trong mèo nhâm nhâm bán gì ta? Set Dior. Hồi bữa trước cái set Dior này em về cái vải không có co giãn, thì hôm nay em về cái set Dior này vải co giãn. Còn mấy chị còn ở đây không? Để em xả cái bao đầm không mấy chị? Còn ở đây không? Yên còn zoom 65kg không còn nè chị Lê Lan. Trời ơi có 160 rồi chị Lan ơi. Chốt cái con zoom này đi. Về mặt form hơi bị đẹp luôn á chị. Cổ đắp chéo nè ha. Ở dưới này nè. Lót tới này nè. Bi ra lấy cái bao đầm nhung màu xanh với màu bò vô đây cho chị xem. 280 xe 140. Tại vì hàng này bị mắc phong long. Chứ form lên sơ mi rất là đẹp nha mấy chị. Con này 160 nè, zoom rêu nè. Rồi bộ này là bộ Dior nha mấy chị nha. Bộ Dior. Bộ này có size từ 60 đến 100kg. Mà em nói mấy chị nghe. Vải co giãn ha. Mà rất là đẹp nha. Vải co giãn mà rất là đẹp nha mấy chị nha. Đây. Bộ Dior kèm với lại quần dài. Bộ này 250.000. Bộ này có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Rồi xả cái mã. Xả cái mã này cho mấy chị nè. Cột cái bao nào lại. Cái bao này nó không có cái bao nào lớn hơn hả ta?
ghi bộ 250 đi, rồi sang cái bao lớn hơn rồi dựng trong góc kia đi Bi. Hốt cái ré mày luôn này để dọn luôn nè, dọn nghỉ luôn nè. Rồi xả đầm nha. Đầm này là 250 xả 280 xả 140. 280 xả cho mấy chị 140 ha. Cho nên chút nhanh chút lẹ giùm em nha mấy chị nha. Zoom ren của chị Thu Anh nè. Rồi zoom ren này mà chị Thu Anh mặc lên hơi bị xuất sắc luôn á. Thu Anh, Thu Anh 160 của chị Thu Anh nè. Size nhỏ nhất là size L dưới 72kg. Thứ nhất nó là form đầm sơ mi. Thứ nhất nó là form đầm sơ mi. Nó là len tâm nè mấy chị ha. Nó là len tâm. Form này lên đầm sơ mi đúng lắm. Form này mấy chị lên đầm sơ mi đúng lắm. Xả 140 cho mấy chị. Size 100kg, dòng chú 130 vẫn vừa nha. Xả 140 đây mấy chị. Cho mấy chị coi form nè. Cho mấy chị coi form nè ha. Form hơi bị đẹp luôn. Đưa cái này ra cho Út đây. Út nó đi xuống chưa vậy? Lấy quần ba ghi xanh đen của chị Đinh Thị Thiêu nè. Cái quần mà em kêu vải đẹp đẹp đó hả chị? Nè chị, vải đẹp lắm chị Thiêu. Chị Đinh Thị Thiêu nè, 140. À, đầm này có một cái cọng dây nịt ngay giữa bụng. Nè mấy chị coi form đầm nè. Mấy chị coi giúp giùm em form đầm sơ mi nè ha. Đưa hai cái này lên rồi tính thử bao nhiêu, nhắn tin qua Zalo tính tiền. Ok. Đó, trả hết rồi đó. Nè, còn trai ngoài nữa nè. Chắc bán nhiều không mày á Tỉa? Hơn nhiều. Hơn nhiều hả? Đó. Rồi lên trang Út nó tổng kết luôn. Rồi đầm sơ mi nha mấy chị nha. Đầm sơ mi em có màu xanh đen và màu bò ha mấy chị ha. Có màu xanh đen và màu bò. Đây là màu bò nè. Đây là màu bò. Và xả cho mấy chị 140, mấy chị chốt đầm sơ mi xanh. À, xanh. Mấy chị chốt đầm sơ mi kèm màu kèm số ký giúp em nha. Chốt đầm sơ mi kèm màu kèm số ký giúp em. Đây là màu bò nè. Tao em rút kinh nghiệm, một mẫu em may một lần thôi. May lần bán là mầm, may lần thứ hai bị mất phong lông. Đây nè mấy chị, màu bò nè. Mẫu đầm sơ mi đó luôn ha. Màu bò. Mấy chị thấy form đẹp không? Form sơ mi nè, rất là đẹp luôn ha. Rồi chị nào chốt form đầm sơ mi này chốt giúp giùm em. Form đầm sơ mi này ha, kèm số ký giúp em nha. Đầm sơ mi kèm số ký. Chị nào chốt đầm sơ mi kèm số ký chốt giùm em. Đầm sơ mi kèm số ký hai bao được không? Bao sọc này nữa. Bao sọc đó bên sao? 250 luôn. Lùng cái chị bộ sọc 250. Rồi mai gặp nhau nha mấy chị. Đầm sơ mi bò kèm số ký đi. Đầm sơ mi bò kèm số ký. Sơ mi bò của Diễm Trần hay thiệt nè. 140. Diễm Trần. Để coi thử Diễm Trần đặt cái gì. À, Nguyễn Quỳnh Giao size L, size L Nguyễn Quỳnh Giao. Diễm Trần quận 12 á. Này Diễm Trần quận 12 phải không? Đúng rồi. Sơ mi màu xanh của Thúy Phan. Thúy Phan Phú Yên nè. Thúy Phan 140 Phú Yên. Bò 70kg Trương Thị Hường. Trương Thị Hường 140. Nguyễn Hạnh 222 Đà Lạt. Nguyễn Hạnh 222 Đà Lạt. Bò của Nguyễn Hạnh 222 Đà Lạt 140. Nguyễn Hạnh 222. Diễm Trần hả? Diễm Trần qua đặt cái gì nè? Để coi thử. Diễm Trần hôm qua đặt cái gì Diễm Trần ơi? À, hai set này. Bi ơi. À, mấy chị đợi em tí xíu nha. Lấy bộ này ở dưới kệ nè. Phải 2 ịt. Với bộ sơ mi phối này dưới kệ luôn nè. 2 ịt luôn. Rồi lấy cho chị cái bộ sơ mi phối này nè. Size L lên luôn anh. Rồi ngừng lại hết đây. Trương Thị Hương, Nguyễn Hạnh. Đầm maxi hồng bao nhiêu ký vậy em? Dạ maxi hồng là cái nào chứ? Ủa nãy giờ em lên cái gì maxi hồng mấy chị? Xanh size L của Ren Nguyễn nè. Ren Nguyễn xanh nè. 140. Nè bộ đồ đẹp không mấy chị? Bộ đồ Diễm Trần đang đặt nè. Đẹp ha. Trời ơi bộ đồ này mặc vô là em nói chị có mê.
Lấy một bộ công sở size 2 ịch với một bộ phối đó size 2 ịch với lại lấy bộ phối size L luôn. Lo Nguyễn Lê một cốt nam. Không dám đọc tin nhắn luôn. Rồi rồi mấy chị ơi, đợi em tí xíu nha. Đợi em tí xíu nha mấy chị nha. Rồi mấy chị có chốt cái hàng đầm này nữa không? Không chốt hàng đầm qua kho vô kho nha. Rồi từ từ bây giờ. Trời ơi con nó tí nó ngâm vô đây chết luôn á. Bộ này hay đó. Hay của chị Diễm Tân nè. Kiểm tra thì phải đúng không? À cái bì nó lộn. Rồi hay của Diễm Tân nè. Diễm Tân bộ hai bộ, bộ 260. Bộ sơ mi này giá nhiêu ta? Bộ sơ mi giá nhiêu mấy chị? Má quên mất mẹ mấy chị. Đợi em coi bộ sơ mi giá nhiêu em lên like cho mấy chị coi bộ này nha. Bộ này 250 hay sao á? Diễm Trần đúng không? Diễm Trần nãy có mới có bio quận 12 á. Bộ trắng 250. Bộ phối giá nhiêu ta? Bộ phối tính 250 luôn rồi, tính sau đi. Nè bộ phối nè, sơ mi bò cho chị, lấy XL thôi chị. Lấy L thôi, phơm này rộng lắm chị Linh Trương. Nè Linh Trương nè, 150. L phơm này phơm rộng nha. Linh Trương 150. Nè bộ phối đẹp lắm mấy chị, bộ sơ mi phối đẹp cực kỳ. Giá nãy rồi, giá nãy rồi. 140, Linh Trương 140. Linh Trương 140. Đây nè mấy chị. Úc ơi tổng kết hàng nhắn qua Zalo đi Úc. Dạ. Nhắn qua liền đi, kiểm tra quăng gì cho Úc đâu. Đây nè mấy chị. Bộ sơ mi phối này là 250 ngàn nha. Sơ mi phối 250 ngàn. Mày ngồi im 5 phút nữa tao like xong rồi. Sơ mi phối này 250 ngàn. Và sơ mi phối này có tổng cộng 4 size, coi đẩy cái kính vô hồi đứng dậy nhẽ một cái đầm bởi cái kính 3 triệu mấy 4 triệu nha. Đây nha mấy chị nha. Đây ha. Bộ sơ mi phối này có tổng cộng 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Chị nào chốt sơ mi phối này chốt giùm em nha. Bộ này có 4 size. Mà bộ này thì tuyệt vời. Ha mấy chị ha. Bộ này thì tuyệt vời. Anh Phước ơi, anh ôm cái bao hàng này bỏ vô kho. Cái bao này nè, nó đừng để baby mang. Bao này nè, bỏ vô kho. À. Hổng giờ chị Linh Trương lấy áo này chưa 100 ngàn nè chị. Mà áo này xinh lắm. Hổng giờ chị Linh Trương lấy áo này chưa 100 ngàn một áo nha. Bán cần cái hai cái nữa em nghĩ nè. 100 ngàn một áo này. Chị nào chưa chốt áo nút này thì tranh thủ chốt áo nút giùm em. Có màu trắng và màu đen nha mấy chị nha. Có trắng và có đen ha. Có giờ dưới có cột nè ha. Có trắng và đó đen. Áo này là 100 ngàn một con. Giá rất là mềm. Giá mềm cực kỳ luôn ha mấy chị ha. Giá mềm. Mềm quá trời. Còn bộ pyjama là size 70 đến 85kg là còn một bộ 150 ngàn. Em nói với mấy chị là vải của pyjama này êm lắm. Chị nào đã mặc pyjama này chỉ có ghiền thôi nha mấy chị nha. Chỉ có ghiền, từ ghiền tới ghiền thôi chứ không có đường sống đâu mấy chị ha. Còn một bộ duy nhất trong ngày hôm nay. Một bộ. Chỉ một đêm duy nhất. Chỉ một đêm duy nhất. Sơ mi 64kg của Khánh Phương. Ăn đậu phộng mà có còn bị hít hà vậy không? Bớt điên giùm cái nha. Tôi điên tôi mới ở được với bà chứ. Tôi tỉnh tôi ở được với bà. Lượng. Lượng đi nha. Của Khánh Phương nè.
Có màu trắng nữa nha mấy chị, có màu trắng nữa ha. Nãy giờ Khánh Phương lấy mấy bộ đùi chưa Khánh Phương ơi? Nãy giờ Khánh Phương lấy mấy bộ đùi chưa? Đùi hoa 60 đến 80 kg, đầm sơ mi xanh 95 kg của chị Phương Đô. Anh ơi ra kho lấy cái đầm sơ mi 2 cho chị Phương Đô đi. 2 xanh đen. Nè, bộ này 60 đến 80 kg bộ hoa xanh nè. Chị nào chốt bộ hoa xanh chốt giùm em 140 bộ nha. Hoa xanh 140.000 một bộ. Chị nào chốt hoa xanh thì chốt lên giúp giùm em hoa xanh 140.000. Cái gì vậy? Giảm nhiêu đó. Đây là bộ hoa trắng. Ủa nãy ai lấy bộ hoa trắng mà tôi để lại vậy ta? Có bộ hoa trắng mà hồi nãy ai chốt hoa trắng mẹ rồi. 60 đến 80 kg hoa trắng nha. 60 đến 80 kg hoa trắng. Chị nào chốt hoa trắng chốt lên giùm em hoa trắng. Chị nào chốt hoa trắng thì chốt lên giúp giùm em hoa trắng nha mấy chị. Cái này là hoa xanh 60 đến 80. Nói chung là em 85 kg em mặc vừa, nhưng mà em trừ heo ngược lại xuống mấy chị nha. Ha, hoa trắng, hoa xanh và còn một bộ nữa. Còn một bộ là bộ mèo tím. Đây, bộ mèo tím cũng 60 đến 80 kg mèo tím nha mấy chị nha. Mèo chím, mèo chím. Chị nào chốt mèo chím. Sơ mi bộ nghe chị 250 à. Sơ mi 64 kg à, sơ mi bộ hả? Đây là bộ này là hả chị ha? Bộ này 250 của Khánh Phương nè. Dạ em tưởng áo đó đó chị. Rồi ok. Mai mình gặp nhau nha. Mai chị em mình gặp nhau nha mấy chị. Mắc hồn. Mắc hồn. Cái gì? Mắc hồn cái đó còn hả? Mắc hồn cái lồn phần nguyên. Dạ. Rồi hỏi mấy chị cho ông hỏi vậy em trả lời làm sao? Đúng không? Mắc hồn. Hoa trắng của chị Thu Anh. Dạ có một bộ hoa trắng là chị Thu Anh nè. Bộ hoa tím cũng đẹp nha chị. Bộ hoa tím cũng đẹp, bộ mèo 60 kg để em Diễm Trần. Dạ ok chị. Hoa trắng 140 của chị Thu Anh. Bộ mèo tím dễ thương lắm chị Diễm Trần. Diễm Trần quận 12 nè. 140.000. 140.000 đúng rồi. Đúng. Đúng nha. Áo nhung 180. Đây nè chị Thu Anh, chị Thu Anh lấy cái con áo size S đây nè. 80.000 mà áo form đẹp lắm chị, vải đẹp lắm nè chị Thu Anh. Áo đẹp không? Chị Thu Anh lấy cái con này nè, một là con nâu nè. Hai là con màu xanh nè. Nè xanh độc chuối nè. Đó, bộ trắng mèo tím của chị Hành Nguyễn nè. Hành Nguyễn 140. Dồn đơn nhé 7. Hành Nguyễn 140 nè. Chị Thu Anh mèo tím 140. Ôi chị Thu Anh ơi sao? Chị Thu Anh sao chị không lấy cái bộ xanh này nè chị, em nói thiệt. Bộ xanh này mặc lên đẹp bà cố luôn. Bộ hoa xanh này nè chị. Mặc lên dễ thương lắm. Mặc lên dễ thương bà cố nội luôn chị. Nè. Đó. Dễ thương cực kỳ. Dưới 80 kg thôi nha nè. Thấy không chị? Hơi thì dễ thương luôn. Chốt giùm em hoa xanh ha. Chốt giùm em hoa xanh nha mấy chị nha. Hoa xanh một con duy nhất. Áo nè mèo tím. Rồi vậy đi, mai mình gặp nhau đi. À Khánh Phương mới hả? À nói nghe nè, chị nào mà khách cũ mà muốn mua đồ ngày mai thứ bảy chủ nhật thứ hai đi hàng thì báo em để bill lại nha. Nhớ nhắn tin cho bay em là Yên ơi để bill chị lại để thứ bảy chị mua thêm, thứ hai gửi hàng, thứ bảy chủ nhật là còn tổng cộng 4 like. Hai mấy chị ha, nhớ em dặn nha. Còn chị nào muốn đôi đi hàng thì không cần nói. Còn chị nào mà khách cũ muốn ngày mai ngày mốt mua để thứ hai đi bill thì nhắn cho em một cái tin. Mấy chị nhớ không? Nhắn cho em một cái tin là mập ơ, bảy ơ, bảy đỉ ơ để bill lại gì đó. Ha mấy chị ha. Rồi chào mấy chị nha.